Satyani Uttani Bhagavata Dwi Api Satyi Sanvuriti Satyam Paramartha. Yeah, cái này quá dễ phải không? Như thế tôn thuyết này, 400 lý, có 400 lý hả? Cũng có 4 chân lý này, 4 chân lý này đó, Đức Thế Tôn cũng nói có này. Đức Thế Tôn cũng nói rằng có 4 chân lý Satyani, và cũng nói có 2 chân lý, đó là gì? Sanvritti Satyam, nó gọi là thế tục đế đấy. Huyền tăng gì chữ thế tục này là hiểu này, tục này là tục lệ, tức là tập tục theo cái thói quen, thói quen ở đời thì chữ thầy dưỡng như vậy đó, không mình nói là phong tục tập quán này đó. Sau rồi mình tục mình nghĩ thấy tục lệ, tất nhiên là đời với đạo cái tục mình sao mình khác đi. Nhưng mà tục nguyên đây thì cái tục nên là nên tục là cái gì thành tục lệ, mà tục lệ sao thành được, tức là quy ước. Làng xã là có cái tục lệ riêng của đó, nó gọi là thằng quý. Trong cái làng xã đỉnh á, bắt đầu hai người quan hệ với nhau có những cái giao kèo qua lại thế nào, lễ lược thế nào, rồi ba người đó thành cảm cái tập thể xã, từ xã ra một tỉnh, từ tỉnh ra một nước, nước thành quy định, cái đó là cái tục lệ, đây là cái chữ chính của trong chữ Hán, tục lệ ở đời, tức là cái tập tục ở đời. Nhưng mà trong chữ Hán đây là Sanvritti Satyam. Đây là vritti, vritti là đánh giá, đánh cao, đề cao, vara đó, vara. Chữ vritti, chữ vara, vrut, động từ vrut có hai nghĩa, một vrut là phân, là gói nó lại, bao che nó lại, trong chữ phẳng sẵn vara là trong phòng hộ nè. Một chữ vrut nữa, đánh giá cao. Đánh giá cao là chữ vara trong ước nguyện, trong cấm giới nguyện đó, giới cấm thủ đó. Chỉ cấm nó là vara là ước nguyện để thành đây nhé. Đến là vritti, vritti là điều đây, điều được thừa nhận, điều đánh giá cao. Còn sẵn là cộng đồng chung, có nghĩa rằng cái chân lý mà tất cả cộng đồng đều thừa nhận, thì cái chân lý này không phải là sự thật, mà chân lý do nhiều người cho nó như vậy là như vậy thì nó thành chân lý. Thì chân lý nó không phải là có thật, chân lý là thay đổi tùy theo thời đại, tùy theo cái địa lý địa vực, thành cái chân lý là tùy theo tập tục, đây là không phải là sự thật. Thế nên dịch là thế tục đế, còn mình hay dịch là quy ước, chân lý quy ước hay chân lý ước lệ. Mình gọi quy ước là gì? Ước là ước định, là thề ước, là mọi người quy định và cùng đồng ý với nhau. Chữ này thì hiểu thế tục theo cái nghĩa gốc của nó, chữ tục theo cái nghĩa gốc của trong từ điển cổ á, cho mình hiểu cái tục này, thế tục là đời, là chân lý của đời, thì tầm tạm không có đúng. Đế là chân lý này, trong một cái chữ này nói lại chút để nói cái chữ này, tại vì chữ này có sự phát triển một khái niệm trong đế trong này. Còn Satya đó mình Sati biết rồi, để Sati là sách đấy không, sách là Satya, Satya phải không? Thì sách này là cái động từ Asti này, Asti là có này, nó là này, đây từ Asti này, nó thêm chút ai chưa học thì mới học, không biết được những từ chưa học này. Sách giờ bảy đó, so với này đi. Asti nè, Asti là nó là đó hả, cái tì thì nó là cái gì chính là vậy đó. Đây cái từ này mình thấy thông thường tiếng Anh ai học cũng biết hết đó, nhưng đây là một cái từ trong triết học, cái câu trong triết học Tây phương cũng vậy, mà Trung Hoa có cái giáo độ từ Asti cũng vậy, Asti sao Asti Vada đó, gọi là như thế khẩu đó, thì cái đó nó tồn tại như vậy là như vậy. Asti đó thì cái chữ này, hai chữ này gần cùng gốc nên gần giống, đọc gần giống nhau á. Thì phân tử của ác, phân tử hiện tại của nó là sanh này hay là sắc. Đọc sanh là sanh là vì cái chữ này là tiếng phạn ấy, mà khi mà dứt á, là hai cái phụ âm cuối cùng á, nó chỉ chọn lấy một mà thôi. Lấy một là hàng, là hàng T này, thì nó chỉ lấy được chữ đầu là hàng T, là chữ đầu, cái âm đầu tiên, thành ra cái chữ này phải bỏ cho nó là sanh. Tức là cái gì đang tồn tại đó, cho nên chữ to be này, động từ to be không? Phần từ to be á, là phần từ quá khứ của nó là gì? Phần từ quá khứ là be, là cái đang tồn tại này. Thì cũng tiếng Phạn cũng vậy, asti thì phần từ hiện tại của nó là sắc, thì cái đang tồn tại. Cái cặp đuôi da vào để kiếm thành từ, nó có cái lục của nó cặp đuôi da vào sati, thì cái đang tồn tại tức là cái đang có mặt đó, cái gì mà ta thấy ở đó, ta có thể sờ nắm được, thì cái đó là sự thật.
cái sự thật đấy. Cái việc như vậy chứ tàu hoàn toàn không có, cho nên ta dịch hơi khó. Thành dịch chữ đế, đế là đây thực ra là nó ngôn này, đế là có chữ ngôn này, rồi dụng tâm là đế này, tức là lời nói đúng sự vật nào, tức chỉ đúng sự vật này, thì cái này không dịch sát cái chữ này được. Chữ này đây là một cái gì trước ta xúc cảm được, ta thấy được, mắt lại thấy, tai nghe, mũi ngửi, cả ý thức nghĩ tới được, đó là cái chân lý. Còn chữ tiếng Anh gọi là chân lý xuất thì cũng dịch sát được, chỉ có dịch chữ là chữ biên đó là dịch sát, nhưng mà cái chữ đó nó dịch như vậy thì nó chưa khó hiểu, thành cái dịch xuất không nè, bốn chân lý, chứ còn bốn sự thực, bốn cái đang tồn tại không thể phủ nhận nó được, giác quan không thể thấy nó được. Ví dụ như là mình nói là cây chuối thì có thể người gọi là cây chuối, có người có thể gọi cây banana, gọi gì cũng được, nhưng mà chắc chắn như cây đó, cái lá như vậy là ai cũng thấy như vậy hết á, trừ khi con chó con mèo nó thấy thế nào, cái con người nào thấy cái lá như vậy không thể khác, cái được khác trong lời nói mà thôi. Cho nên đó là sự thực là như vậy đó, con mắt ai cũng thấy đấy là mắt người, con người đủ tế bào hình quen nó như thấy cái lá chuối nó phồng như vậy là phải thấy như vậy, Tây Tàu Mỹ Tây Gia Ấn Độ gì thấy vậy hết á, thì khác được điều gọi khác nhau. Thành ra cái đó gọi là chân lý sự thực, từ chữ này để mình hiểu về sau này vì sao nó phát triển em. Thì đây Đức Phật nó có hai chân lý. Chân lý thứ nhất còn đây Paramartha, mà là đề nhất nghĩa chừng nghĩa này, không phải là ý nghĩa mà nhìn là đối tượng. Artha là đối tượng. Artha tiếng Phạn này nó có nhiều nghĩa này. Nghĩa thứ nhất, nghĩa chính nó là mục đích. Mục đích tức là được mục đích đó. Đấy là mục đích này. Đấy là một cái thành tạo khi gì là cảnh, tạo khi gì là cảnh, vì sao mà một cái thành là cảnh. Đầu tiên á, con người sống với mục đích là gì, là cái người ta tìm, cái người ta tìm thì nó chắc chắn là đối tượng thì gọi là cảnh. Người ta sống, ví dụ người ta sống, cái người muốn sống mục đích, người sống làm gì, cái tìm cái hạnh phúc, muốn có hạnh phúc và có gì, có của cải, tức là để tìm cái đối tượng là cảnh này. Mà cái cảnh đó để chúng ta sung sướng là gì, đó là của cải, là chả tha này có nghĩa là của cải. Mà có của cải thế nào, khi có của cải rồi á, khi mà có cải thì ta sống sung sướng đủ điều kiện, thì chữ của cải thành ít lợi, gọi là từ lợi lời tha, từ lợi mình hay gọi là từ lợi đó, từ lợi là swa aratha, swa aratha là đạt được mục đích của chính mình. Cái người có mục đích của chính mình, mục đích của chính mình là gì, thành tựu mục đích của chính mình. Nếu nói thêm nhìn ấy thì Bồ Tát cũng có mục đích của Bồ Tát, mà Thanh Văn có mục đích của Thanh Văn. Nhưng mục đích của Bồ Tát đạt được mục đích của mình là gì, đó là thành Phật, cũng là mục đích của mình. Mà Thanh Văn mục đích của mình là gì, nhưng mà nó tự lợi, dùng chữ tự lợi ấy, thì chỉ có Thanh Văn có tự lợi vì chỉ lợi cho mình, không lợi cho người khác. Thành ra muốn nói tự lợi Thanh Văn phải nói là Swahita. Nếu mà nói là Thanh Văn Swahita, Hita là ít lợi này, Swahita là điều ít lợi này, thì cái này lợi ích chỉ cho ít lợi sự phát triển, cái đồng từ đa đó mà trở đi đó, đặt để làm cho phát triển, tức là cái gì một đồng trồng thêm một đồng, nó đặt thêm một đồng, đặt thêm hai đồng, ngày càng trồng lên, nó ít lợi. Người này đây có 15 kg, mình trồng thêm 10 kg nó 25, trồng thêm 10 kg nó 35, trồng thêm riết ngồi tới 80 kg, nó lợi không lợi quá thì nó hại, thì cái này gọi là tự lợi mới đúng nè. Còn đây là mục đích, thành ra dĩ đắc tự lợi là những người đó là đạt được mục đích của chính mình, chống thành người ta chỉ ích kỷ, chỉ làm lợi cho mình. Chứ qua cái tạo khinh miệt với người a la hán là từ chỗ này mà ra, ta hiểu cái này là mục đích, là lợi, là ích lợi. Cái mục đích này, cái chữ mục đích này là vì sao có nghĩa, là vì á, là bất cứ cái đối tượng đó là từ này, mình chỉ thấy cái cây, mình gọi là cái cây có mắt nhìn thì cây này phải có mục đích gì, sử dụng trong cái tồn tại, cái mục đích ý nghĩa gì đó, thành chữ tha là có nghĩa là ý nghĩa. Thành ba nghĩa với nhau. Đấy. Cái thành trong này này, Aratha đây là một đối tượng, tức là cái mình nhắm đến, người tu tập, người muốn đạt đến phải nhắm đến cái gì? Nhắm đến nhìn thế gian, muốn hiểu thế gian là cái gì, cái thế gian có nên nhìn đến. Cái mục đích mà ta tìm thế gian á, thực ra người ta đi tìm của cải này, ta cho của cải đó là hạnh phúc, tại vì giàu có mình sung sướng. Nhưng mà thấy cái này cũng phải là hạnh phúc nữa, thì cái đó chưa phải là đối tượng chính. Vậy thì cái mục đích chính là gì, nhớ ra thì cái là Artha, cái gì là nghĩa, nhưng mà đây là chân lý. Mà cái nghĩa là gì, Param vượt lên trên kia, thì vì sao nó vượt trên kia, là cái mắt thấy tai nghe, cái này trong giới hạn này,
Thì ít lợi trong này thôi, người đi tìm, ví dụ như là buồn bã đi tìm cây, cây đi nhìn tìm màu sắc xanh vàng đỏ trắng để nhìn nó đẹp mắt thì sung sướng. Đây là mục đích trong hiện tại của mắt giác quan. Nhưng có mục đích khác vượt ra khỏi cái mắt giác quan này, ngồi nhắm mắt không cần thở vô thở ra, thì cái mục đích nó vượt ra ngoài bình thường, cái này là chân lý, gọi là mục đích tối thượng, mục đích vượt ra trên kia. Nhưng mà đây là gọi là đề nhất nghĩa đế, thắng nghĩa đế không dịch sát được, ý nghĩa là vậy đó. Thế nhưng mà trong nguyên thủy này Phật nói có hai chân lý này, ta vô lắc xá năm. Thế bây giờ này thì cái trong cái nguyên thủy cũng nói hai cái chân lý, nhưng mà trong nguyên thủy chỉ nói thế này, ví dụ như rằng là ngã, Phật nói có cái tôi, tại cái này chân lý ước lệ, tại vì có cái sát này, nhà ai gọi là tôi, ví dụ như A Nan, thì Phật cái này A Nan ơi, thì cái chữ tôi kêu A Nan ơi đó, Phật công nhận là A Nan là người khác chứ không Phật, là có một cái tự ngã, thì cái đó chân lý ước lệ ai cũng phải dễ là gọi là thế tục đế và thế tục tâm. Thế nhưng mà khi mà nếu mà Phật mà nhìn A Nan nhìn vào không thấy A Nan mà chỉ là một khối xương không à, tức là thấy nó sắc thọ tưởng hành thức, thì khi Phật A Nan này nam uống ơi đầy sắc thọ tưởng hành thức ơi, thì ai trả lời hết nè, kêu nếu ai trả lời hết. Nhưng mà khi phân tích ví dụ A Nan tự quan sát mình là cái gì, thì cũng phải quán mình là ta là A Nan, ta là A Nan thì quan sát khỏe mới giải thoát. Nhưng mà quan sát ra thấy năng ổn thì thấy A Nan không có, thì cái này chỉ là ức thể, cái này chịu thực, thành ra cái chẩn lý chỉ giới hạn trường này mà thôi, trong cái ngã của ngã. Nhưng mà lên đại thừa nó thì chữ nghĩa nó vượt lên hẳn nữa, tất cả những cái gì ta thấy bằng giác quan, bằng giác quan là chân lý ức lệ hết á, thì thế nào cho tới thanh văn cũng thấy bằng giác quan đáp buộc. Ví dụ nói rằng là trong nguyên thủy nói nhỉ, là cái ngã anh mang là chân lý ức lệ, nhưng mà sắc khi Phật nói đây là sắc, đây là thọ, thì cái sắc đó là chân lý tối thượng, là paramattha, chỉ có Phật mới thấy. Nhưng mà trong trong đại thừa cái niệm vẫn là ức lệ như thường, tại vì sắc trừ phi nào mà vượt lên cao những ngôn ngữ không thể nói được, mà chỉ bằng trí tuệ và là vô phân biệt á, thơ cao chút thì mới gọi là chân lý tối thượng, chứ còn mà không thể gọi là tối thượng được, nó tin mực đạt thành mực. Nó thế mà trong cái phòng cái này ta gọi là chân lý ước lệ, chân lý của giác quan này, chân lý do kinh nghiệm mà có này, gọi là chân lý giác quan này, trong phạm vi kinh nghiệm đó. Còn cái chân lý gọi là chân lý siêu nghiệm, tức là vượt ngoài kinh nghiệm của giác quan, gọi là chân lý siêu nghiệm. Nó có hai hạt chân lý, thì gọi là chân lý tuyệt đối, chân lý tương đối. Ngày nay ta hay gọi này, chân lý là tương đối, có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, tùy theo cái trường thời gian địa điểm. Còn chân lý tuyệt đối là ở đâu với bất cứ thời đại nào cũng vậy, không thể khác đi được, thì nó chân lý tuyệt đối. Đây là hai cái nghĩa nha. Đấy, tới bây giờ Phật nói hai cái này, thì trong này có nói cái nghĩa đại thừa thì nói vượt lên trên, khác hơn cái nguyên thủy chút, họ có phân biệt khác hơn chút. Tức là trong Pali á, Pali chỉ nói cái chuyện đó thôi. Cho nên Pali ít nhắc là hai cái chân lý này, tại vì rằng là cái chân lý thế tục này vô ngã thì chỉ nói cái chân lý là paramattha, là nói tam uẩn thôi. Khi nói tam uẩn đây là sắc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là hành thức, thì đó gọi là chân lý tuyệt đối, là chân lý định nhất nghĩa, cái đó là hết. Còn đại thừa nói tức là chưa phải là tuyệt đối, là phải, tức là trong năm uẩn này nó quan hệ với nhau, thì trong năm uẩn này nó là trở thành ra chân lý quy ước. Tại vì sắc là gì, tùy thế tục mà gọi là địa thủy hóa phong, chứ còn nó có bản chất gì hết, mà cái chính do quan hệ với nhau, nên là do hợp với nhau thì cái này gọi là đất nước lửa gió, khi do quan hệ duyên khởi thì cái pháp, cái duyên khởi mới là chân lý tuyệt đối. Nhưng như thử có hai bậc, nhưng sẽ có cái là duyên di sanh và duyên sanh, tức là cái phản nó có cái gì prati này, prati này, tiya này, sám một này, panna này. Tức là cái này không từ quá khứ, nó chỉ trong cái đã sanh, thì cái này duyên khởi, nhưng mà duyên khởi là duyên khởi thế tục, kinh nghiệm có thể thấy được. Nhưng mà cái chân lý sám một pa đa này, sám một pa đa, cái này là một cái lý nguyên lý, thì cái này là chân lý tuyệt đối, chỉ có Phật mới thấy, không ai thấy được. Thì đó là cái từng bậc, khi nào tới cái sám một pa đa này, một chân lý tuyệt đối này, cho nên chân lý tuyệt đối này trong cái trung luận mới nói đó, là không diệt, không sanh, không thường, không đoạn, bát bất á, trong bát bất. Thì nếu hiểu được bát thì hiểu chân lý tuyệt đối là gì. Thành Phật mới nói này, ai thấy lưu duyên khởi thì thấy pháp, ai thấy pháp thì người đó thấy ta, mà ta Phật đó là Phật, pháp thân Phật đó, Phật tánh đó. Chứ nguyên thủy chỉ nói đơn giản thôi, thấy lưu duyên khởi là thấy
vô minh như hành là như thức, tự nhiên tức là thấy được pháp, pháp là được Phật, mà thấy Phật là thấy cái thân Phật Thích Ca đó, là thấy được hiểu Phật là gì. Bên trên thì nó với đại thừa phát triển nghĩa cao hơn, tức là trong phạm vi triết học nó khá hơn chút. Đây nó nói thêm chút em cũng cần nói thêm để mình hiểu cho rộng rãi sao học qua duy thức học trung quán. Vì cái A Tỳ Đàm này nó cơ bản cái trung quán là duy thức, không có nắm được A Tỳ Đàm đừng có hòng mà nói là do trung quán đừng hòng nó hiểu duy thức. Cơ bản A Tỳ Đàm vì đây là cái gốc của nhận thức, cái gì mình biết, cái gì đúng, cái đúng cái gì sai, con mắt nhìn thế nào, cái con mắt nhìn cái gì xảy ra trước, cái gì điều kiện nào xảy ra, rồi trong cái tâm lý khẩn như thế nào, nó rất là phức tạp trong này mình biết được chân lý. Cho nên không nắm được A Tỳ Đàm nó học trung quán thì vô ích, học hiểu loạn bỏ hiểu trật lấp nữa. Rồi tay vô kim lạc sa nam ha, hai cái này đặc điểm của hai cái này là gì? Lạc sa na thì lạc sa na có nghĩa là định nghĩa đấy, định nghĩa của hai cái này là như thế nào, hay là phẩm tính của hai cái này là thế nào, hay phẩm chất của hai cái này là thế nào, hay là yếu tính. Rồi sau này mình hay dùng chữ yếu tính, mình có cái chữ đặc tính và yếu tính. Cái đặc tính là tính chất riêng biệt của nó, tính chất riêng biệt của nó ấy. Là yếu tính này. Còn yếu tính là cái tính chất mà bỏ đi ấy, thì nó không là gì cả, bỏ sửa bóng cái tính chất cố cán của nó. Từ trong tiếng học này, tiếng học tiếng Anh hay tiếng Pháp này nó không biết nhau, gọi là essence, giống như xăng mà xe chạy đó, xe hơi xe không có xăng chạy cũng được, mà cái xăng cho nó dễ, chứ dễ nhớ. Tôi nhớ xe hình có xăng nó chạy được, cái sửa có yếu tính của nó. Trong trong cái phân tích đó, nó nói chữ cái sát na này, cái sát na là từng sát na này, sự vật nó tồn tại trong từng sát na này, và lắc và chia chẻ nó ra, tức là một sự vật tồn tại như vậy mà chia chẻ thế nào mà tồn tại trong sát na, cái gì mà chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi và không kể về là hai sát na, và sự vật như vậy thì cái đó mới chính là cái đặc điểm riêng của sự vật, nên là cái định nghĩa riêng của A Tỳ Đàm ấy. Tức là mọi vật, Phật nó vô thường, là vật chỉ tồn tại trong trường sát na, không thể qua sát na thứ hai được, sinh rồi diệt, sinh rồi diệt. Thì cái mà tồn tại trong sát na mà thấy được cái sát na trong, cái mà tồn tại trong sát na đó, thấy được cái đó, thì lúc đó thấy được cái đặc tính của sự vật. Ngoài ra không thấy gì hết, không thể thấy được, chỉ là thấy gọi là chân lý tầm tạm vậy thôi không. Vậy nên gọi là yếu tính. Thì yếu tính của hai cái chân lý này là gì? Thử nhị đế, hà tướng. Như thì gì để kỳ tướng văn hàng vì sao dịch thế. Còn đặc tính yếu tính của hai cái này là hai chân lý này là gì? Kinh lạc xã năng, cái kệ viết kệ nói rằng ha, kệ nói dạ tra kinh nê na tát phu đi anh nha a po hệ đi ya cha tát. Bây giờ tụng nè, bị phá vô vị trí ở nơi cái nào, nơi cái nào mà do vỡ ra vô ra hết thì nên là tắt bu đi là cái nhận thức, bu đi là giác tri này nè, đây là cái giác tri mình chỉ gọi là trí nhưng mà đây là giác hết, vậy thì giác nó dễ hơn, cái trí nó có thể làm là giác, đây là giác tri là giác ngộ ấy, nó gọi là giác trí, nó cùng gốc chữ giác ngộ đấy, chữ bút đấy, bút là tỉnh thức á, cầm giác ngộ. Thì không có cái giác trí về cái đó, tức là giác ra này ở nơi nào mà khi bị vỡ ra, tức là nó ra một cái tính chất gì phân tích cuối cùng, chỉ còn một tính chất không phân tích được nữa, rồi mất cái đó đi thì không biết nó là cái gì, thì lúc đó không còn yếu tính, không còn yếu tính ra nữa, là tập buôn đi. Vì giác cánh vô này, rồi huệ tích bằng trí huệ này, cái khác, cái khác Aniya này, Apo hệ bằng trí giác, Apo hệ là loại cái đó, loại cái khác ra, thì cũng như vậy, huệ tích là bằng phân tích do huệ, thì những cái khác cũng vậy. Thì sau này sẽ giảm thêm này, phải tìm điều chỉnh sao hết. Phật nói chân đế có bốn này, và cũng nói chân đế có hai, đó là thế tục đế và thắng nghĩa đế.
đặc điểm được yếu tính được ấy, dịch yếu tính từ triết học cho nó quen, từ nếu phải mình đặt ra mà từ nếu quen này đó là từ của mấy ông cha hồi xưa trong việc miền Nam mà họ đặt như vậy thì mình nó thói quen rồi, tụ dài thói quen này, cái chữ nữa là chữ của mình, chữ của mấy ông cha liên mục dạy triết học á. Còn đặc điểm thì nó không chuẩn. Còn chữ Hán hay dịch là tướng, tướng thì cũng sát, tướng thì cái ta thấy được cũng gọi là tướng, tướng mạo á. Tướng mạo là tướng là cái người mà tướng là nó là tóc dài thì tướng làm sao, tay dài tướng thọ, tay ngắn tướng yếu, môi dày là tướng là cái tướng bếp xếp, môi ngắn là tướng hay hay nó trông nó chọc, nó nhìn thấy cái tướng nó biết là cái gì, đó là cái tướng thì cũng đúng trong giới tính đâu á. Nhưng mà tướng là tôi thấy được, còn cái tính này á nó là sát na hoàn toàn không thấy được, biết nó có thì không thấy được. Với chế tạo thì đúng, nhưng mà tướng nó là tướng thầy bói. Anh chơi nè, cái bói thấy cái miệng đó, rồi bôi mỏng cái tướng bếp xếp. Đó là nhìn thấy tướng là biết biết yếu tính, tính đó là gì, nhìn thấy tướng biết tính đó là gì, nó chắc nó là gì. Thì với tàu cũng như vậy. Thanh chơi như gọi là cái chữ buồn cười đó, chữ tướng này. Chữ tướng này á, rồi tướng này, có cái cây này, có mắt. Biết sao tự nhiên nó có mắt mà treo cái cây. Cái này là tướng này là dòm ta để là giống như camera nhìn có thể quan sát mình nó trộn thì vô nó yếu tính vô cái tính là cái sau ai đổi chữ thì đổi nha, chữ nó hay thay đổi. Cái này á cái chữ là Phạm Thiện ông dịch đảo một buồn cười lắm, có hai chữ á, Soba với Lakshana đó, Soba Bava nè, Soba Bava nè, và nó trang dịch là hữu thể. Tức là được ví như là chữ bi với khoa, chữ bi với khoa. Còn tiếng Pháp thì gọi là etre hay letter, letter. Có chữ e nhé, chữ e không được rồi, chữ e đó, đó là tức là thể tính này. Ông dịch tảo lại thế nào không? Tức là cái chữ này á không gọi là tính thể. À, thể tính chứ, thể của tính, không phải là thể tính này. Thể tính này nó không dịch tính thể, tính thể là thể của tính. Tính thể này à, hơi phức tạp chút. Chữ này cứ chạy tùm lum thế. Tính này, thể. Tính thể à, tính thể là tầm ý nó rồi. Existence. Cái có ai sửa đâu, nó chịu sửa à, cái mình chạy tàu lao rồi này. Thôi kệ nó. Tính thể này. Là thể của tính, tức là chữ Swabhava. Còn chữ Lakshana cũng dịch là thể tính, tức là tính có thể. Chứ lấy chữ Hán dịch đó. Chữ Hán chữ này ta gọi là từ thể này, nó gọi là tự tính, có khi là từ thể, còn chỉ là tướng. Thì cái từ thể này ông chỉ là thể của tính, tính thể tức là cái thể của tính, cái thể của tính thể là ba ba là thể đó, tại vì cái thể là cái chất, cái mà tồn tại đó. Nên còn chữ kia là cái tính của thể là tính chất của thể, đọc không được xuôi vậy, nó hơi khó hiểu, người đọc hơi khó hiểu. Trừ người quen học tiếng học như tôi hiểu, nhưng mà người ta đọc chảo chứ không nói chữ gì, nhiều khi không biết ông nói tính thể là gì, thể tính là gì. Mình là vì quen học Phật học với học Trung Quán mà quen cái này rồi, chỉ biết chứ còn người mà học triết học phương Tây đọc cái này chảo biết không nói chữ nào, chảo lẫn lộn mấy ra chữ này để mà đọc sao kỳ vậy. Thôi tào lao rồi, quá bậy rồi đó, chữ tắt đúng rồi. Cái gì chỗ nào đây để coi nè, đâu sửa đâu rồi, ABC sửa đâu rồi, cái review chắc chắn bỏ đi đâu có đâu, strike to underline cái này khó chịu, phải làm cái ra cũng làm ra chịu được, bỏ đi là quên mục tiêu rồi. Bấm lại cái trên một cái bó cho.
Có chưa bỏ không đây? Mình cài cái nào mình lộn đi đó. Tắt xem. Rồi, tốt. Đấy, bậy chưa? Nhấp nhấp cái vào chắc cũng lại. Một cái lưu được cái đi. Vật vỡ giác không còn, xóa sạch chứ vật này chứ không đúng, nên biết cái gì đây, cái này mới vật vỡ mà xóa sạch trí cũng không tục đế như bình nước khác, đây là thắng nghĩa, cái này khá là vật vật vỡ giác không còn thì cũng tầm tạm vậy đó, cái vật nó vỡ ra thì dùng gọi là cái bình mà vỡ ra thì không ai gọi là cái bình nữa thì cũng được được, nhưng mà cái dạng nó cụ thể mắt thấy, còn cái tướng nó mắt không thấy. Thế nhưng cái yatra là nơi, ở nơi cái gì đó, mà ở nơi cái nào cũng mà cái gì bể đi, cái gì vỡ ra, nên nơi cái đó ta không có, tức là cái tướng ở nơi nào, cái tướng ở nơi cái đặc điểm ở nơi cái gì, ở nơi cái gì đó. Thí dụ như cái bình, thực ra cái bình vỡ là vì sao? Cái bình á, nó vỡ ra đất, nó vẫn là đất, nhưng mà cái bình á, là tức là cái hũ á, thì nó phải tròn hay là vuông, và đặc điểm có phải đựng nước, đựng nước, tức là nó có cái hình dáng của nó, mà cái này mất đi á, thì ta có thể nhìn ra cái bình được nữa. Tức là thí dụ như cái bình đơn giản ta gọi cái bình là cái bình hình tròn hình vuông đây để đựng nước, nhưng khi vỡ ra thì hình dáng không còn nữa, tức là cái đặc điểm của nó không phải là cái là bởi mình dùng bình để mà vỡ ra, nhưng mà đặc điểm của nó là cái vật đựng nước bây giờ không đựng được nữa, để đựng nước không đựng được nữa, nếu mà cái công dụng của nó hoặc là nó hình tròn mà không có tròn nữa thì tròn hay là đựng nước, cái này là yếu tính, mà cái này bị vỡ đi không còn nữa, cái bình khi nó vỡ ra rồi thì cái này không còn nữa thì đó là mất, chứ không phải là cái bình vỡ mà tự nhiên nó vỡ ra thành nước. Phải hiểu cái sâu vậy không, cái là tính chất. Thế nhưng cái ly cái chén cũng vậy đó, thực ra cái chén vỡ người ta vẫn gọi là chén vỡ là vì cái màu sắc cái hình dáng nó vẫn còn, nhưng mà vụn ra rồi ấy, tức là cái chén hình dáng tôi vẫn hình dung được, rác là còn hình dung được cái chén, nó vỡ ra đôi thì bên này vẫn còn rác được, nhưng vỡ ra cái chỗ người ta không nhìn thấy cái hình tròn, biết nó là cái gì nữa, mất hẳn tính chất hình tròn được. Thí dụ chén mình đập ra vụn ra rồi chỉ còn mảnh sành không á, thì cái này không phân biệt được nó là nguyên gốc, nó là tròn hay vuông nữa, thì cái đó tức là mất hoàn toàn, mất cái tính chất của nó, mất cái tính chất của nó đi, thì nó là gọi là vỡ vậy đó. Thành chứ vật dịch được, nhưng vật thì không có chuẩn. Là mình có tử nào dịch gì cũng chuẩn. Thành nó bị là cái đó. Cái đó chắc là nó vỡ. Mình nhìn thấy dịch nó là được. Nó vỡ đi. Bỏ thư kỹ đi, dịch cho nó cho trống trống thôi đó. Nó vỡ thì giác không còn. Thành nó dịch cái gì được. Hay là nó hủy được, hay nó vỡ được. Mình dịch tại nên cái chữ nó không thích. Nó phá là nó mất đi thì chỉ hủy cũng được, thì chỉ bỏ chữ vỡ lấy chữ hủy đi, không bỏ lấy chữ vỡ lấy chữ hủy đi, nó hủy nó mất đi, nó thì giác không còn, tức là cái này phải giác là giác tri. Nó thì nhắc là cái chữ này thì là tiếng Anh nó gọi nó dịch là intelligence đó, nhưng mà trong tiếng Phạm nó gọi dịch là giác, là vì nó ban đầu là động từ đó, động từ bút là tỉnh thức này, thì giống như người nằm ngủ á, thì trong tâm lý học á, nó tức thì giống người nằm ngủ, nằm ngủ trong như Pali ta thí dụ đây, thí dụ hay lắm, nằm ngủ tự nhiên cái rớt cái bịch, cái gì rớt xuống giật mình tỉnh dậy, dòng thì lúc mình tỉnh dậy đó. Thì cái rớt cái bịch mình tỉnh dậy đó là cái bút này, giúp mình tỉnh dậy rồi á, nhưng mà chưa bút đâu, nhìn chung quanh phân biệt được cái là cái gì, hay là thí dụ nữa, biết ai có không là mình ngủ, hay là bị thí dụ mình giấc say, cũng mà giấc say cái nửa đêm cái giật mình tỉnh dậy, ban đầu cái giây phút đầu còn mơ mà không biết ta ở đâu, ví dụ như đây là lên Lâm Đồng này, lên trong cái đầm ri, trong cái chòi cái thiền chòi mà ở này, cái nửa đêm ta đèn tắt tùm lum, nó tối u giữa rừng mà giật mình thức dậy không biết đâu, mình tưởng là mình còn ở cái hương tích, hương tích á, là sau lưng mình là có đường đi, mình quay lưng tức là lúc đó là giác, tức là tỉnh thức biết cái gì còn không, tỉnh thức biết đây là chỗ nào, thì cái trạng thái người hay có ngủ gì không biết mình ở đâu,
khi biết ta đang ở đâu thì lúc đó gọi là tỉnh thức, là giác. Rồi tỉnh thức cuối cùng trong chim bao tỉnh thức hoàn toàn là giác một thành Phật luôn á. Còn tất cả ai đều có giác hết á, nhưng đó là độ Phật là giác biết hết hoàn toàn, là giác là thành Phật cùng một gốc, thành chữ giác nó chuẩn. Nhưng mình giác thì chữ giác ngộ là nó cao thôi, chứ còn ai có giác con bò, con ngựa, con khỉ, con trâu, khỉ, con cò thì có giác người hết á, thì có nhận thức là có giác. Nhưng mà giác cái Phật là giác cuối cùng là tỉnh, tức là khỏi cái chim bao, tức là đời thì giống như từ bi pháp như mộng biển bờ ảnh thôi, giật mình tỉnh giấc, tỉnh giấc cuối cùng thì đó là Phật. Còn chưa tỉnh giấc là còn say ngủ, say ngủ nó đi, nó đi đứng dậy đụng lung tung á, đụng bức tường này, đụng bức tường kia, giống như là mấy đứa con nít mà mấy vị đứa con nít mà nằm ngủ hay đi chơi với người lớn, nằm ngủ say, nằm ngủ dưới nhà tới người vợ nghiện kêu dậy đi vô con, cái đứng dậy biết đâu chạy ra bậy đi ra ngoài sân ngoài cửa, tức là về ngái ngủ là chưa tỉnh thức, là chúng sanh vậy đó, gọi là tỉnh thức cái này, nhưng mà gọi là đi qua cái kia, ta kêu dậy rồi gọi là thức đó, nhưng mà thức là thay vì á, như điệu á, điệu nằm ngủ khuya vậy á, ngủ say quá cái kẹn giật mình thức dậy, thay vì lên trên điện nó chạy ra ngoài sân nó chơi, thầy đủ tỷ sách cho rượt theo. Đó là gọi là tỉnh thức. Còn Phật tỉnh là biết chỗ nào mà đi, đúng chỗ, về cái thức tỉnh liền. Đây là Bodhi nhé, cái chữ giác đây là trong từ tâm lý học nó, tâm lý học Phật giáo. Thì sau này khi nghiên cứu mình biết là khi qua phương Tây á, nó diễn theo lên trên cũng đúng, tầm tạm thôi. Theo lên trên là trí thông minh á. Rồi đây hả, giác không còn xóa sạch, chi cũng không. Tâm này có chịu khó gì? Cái này apo hả, apo hả thành là apa u hả, apa hả, apa u hả, u hả là có là liếc đi, thì cái từ này nó thành cái từ trong này của học, cái từ này thành một cái thuyết ở trong của Trần Na, sau này thành là cái này đặc biệt của Trần Na, liếc nai ga, mà Trần Na Bồ Tát Đại Dục Long Bồ Tát á, luận đi học Phật giáo, thì khi mà lập cái thuyết gọi là thuyết mà lập chân tự nhận thức. Thì khi ta nhận thức một cái gì thì ta loại những cái khác nó ra. Ví dụ như khi mà khi con mắt nhìn mới mở mắt ra một cái là vô số hiện tượng xảy ra trước mắt, tức là cây cối đồ cảm thế giới xuất hiện trước mắt, nhưng trong vô số này ta chọn một cái mà thôi, loại những cái khác nó ra. Ví dụ ta nhìn cái này cái cây mình mở mắt ra nhìn, nếu mà ta nhìn đây là trên trường, ta nhìn đây là cái cây, một cái cây thì tất cả cái cây khác bị loại ra, và những cái nhà cái cửa tất cả mọi cái chúng mình bị loại đó thì cái cây mà thôi. Thì cái này gọi là apo há, cái thuyết mà lập trên từ thì cái thuyết ta lộn nhiều lắm. Khi mà phương Tây nghiên cứu về về cái thuyết nhận thức của anh đi ra để vô luận đi học, để vô luận lý á, mà muốn luận đi học biết là ta nhìn cái đúng cái sai cái đó mới làm đúng, nhận thức thế nào được gọi là đúng, nhận thức nào là sai. Nói cụ thể đơn giản như nó là có khói thì có lửa, nhưng mà nhìn xa ta thấy đám mây mù thì phải biết rằng đó là khói hay là đó là mây mù. Con mắt không thể biết được bằng trí luận nào mà dám xét, chứ con mắt thì không thể phân biệt được đó là khói mây mù, nhưng mà chỉ đoán thôi. Ví dụ như buổi sáng thì có thể là mây mù, nhưng mà sáng ở thành phố Sài Gòn thì có thể gọi là khói, nhưng mà buổi sáng mà đứng trên Bồ Lao á, nhìn trên cái núi Bồ Lao cho có thể đó là mây mù. Nhưng buổi trưa mình nhìn lên cái đỉnh núi Bồ Lao mà nhìn cái núi mà trưa mùa hè thì biết đó không thể là sương mù được nữa, mà chắc chắn ai đó khói, tất cả bằng lý trí mà nhận xét. Thì cái đó gọi là chúng ta phải có cái nhận thức luận mà nhận xét đúng rồi mới hiểu nhân quả mới đúng. Mà trong cái nhận thức như vậy là vì sao có thấy cái này không thấy cái khác, tất cả một khi mà nhìn đó là một cái được xuất hiện hết á, xuất hiện cho ý thức và xuất hiện cho con mắt. Khi nhìn một cái, nhìn một sự vật á, cái này mới để ý đó, là khi mà một vật mình mở mắt ra một cái, thứ nhất là con mắt đập vào, cái cảnh đập vào đấy, xanh, vàng, đỏ, trắng, cây, cối, nó tức là đúng cái hàng tỷ cái nó dồn đập vào trong, nó đập, nó chuẩn bị gọi là ứng cử viên đi vô Nhà Trắng, nó đang chuẩn bị đi vào, mà trong ý thức, sáng nay ước cũng xuất hiện, ý thức xuất hiện là hàng tỷ cái luôn, trong ý thức này là quá khứ hiện tại là mọi pháp nó hiện lên, trong đó nhãn chỉ chọn một cái, ý thức chỉ chọn một cái thì biết là cái gì, tôi loại hết cái nó ra. Mà nó loại thế nào đúng hay sai trong cái loại trừ này thành cái apoha bỏ hết, thành ra loại những cái khác ra bằng trí tuệ mình phân tích, bằng trí tuệ mình loại, tức là loại những tính chất ra, còn tính chất nào bỏ tính chất này đi thì không thể có được. Đây là nghĩa câu này nè,
tức là bằng cái huệ này, cái nào này bằng cái huệ này đó. Đi 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 là trí khôn đó, cái này chính theo sơn là bằng trí khôn này, thì bằng cái huệ này, bằng cái trí huệ, nhưng mà huệ này trí khôn không thích, ta gọi rằng là speculative đó, không phải là huệ này, huệ không thích là huệ tư biện đó, speculative này. À, tức là cái huệ này là huệ là giống như là huệ đầu cơ tích lũy đó, là huệ này gọi là phân tích, bằng cái huệ phân tích, huệ này nó gọi là phân tích, tức là chẻ nó ra, mình gọi là phân tích, đấy là cái mọc này mà lấy cái búa này, cái chữ hán này, cái này cái cây này lấy cái búa đưa vào cái cây thì cây nó bị chẻ làm đôi thì loại ra, tức là cái gì mà bằng huệ mà ta loại những cái khác đó ra, tức là trong cái đống nhận thức nó loại cái đó ra, thì loại cuối cùng á, cái mà không thể loại được nữa, cái không thể, nếu loại ra luôn á thì không thể nhận thức được con đó là cái gì, thì cái còn lại đó là yếu tính, thấy chưa? Đó thì theo câu tiếng Phạm mà hiểu, thì câu tiếng Hán được, nhưng tiếng Hán mà nếu hiểu thì có thể không sâu. Nhưng theo câu tiếng Phạm thì trong cái chữ A Po Há này, anh nha A Po Há này loại những cái khác ra. Bằng chế hiệu loại những cái khác ra, còn lại một cái mà cái đó cũng loại luôn, phim nên á, thì cái đó cũng loại luôn, ở trong cái đó không thì ta không thể biết nó là cái gì nữa. Thì bị giác phá cánh vô này, về phòng dư phân tích dư dần nhỉ, dịch ra không thì nó hủy này, giác không còn nhớ nó này, nó là yếu tính này, nó chỉ yếu tính nơi nào thì yếu tính bị hủy, nơi nào mà cái yếu tính, cái tính chất, cái lakshana nơi nào cái tính chất, cái yếu tính bị hủy thì ta không còn biết nó là cái gì. Thì so sạch trí cũng không, thì lập lại cái trên đó thì cũng vậy, nó và trên kia và nó và bằng về phân tích. Đấy, tức là hai cái, một cái là phân tích nó ra để mà loại nó đi, thứ hai phân tích chứ trong đập phở nó ra đó, thứ hai là loại bỏ hai cái, tức là sinh ra là một apoha là hai, thành là cái chịu chắc cái hai quá trình nữa. À, sau này thí dụ này, thí dụ tục đế như bình ấy, là sáng rịt ti sắc, à, sắc này, đấy. Sắc cái này là nó là nguyên, nó là một cái đỉnh từ, tại vì cái phần này là phần phân tử hiện tại này. Nó là phân tử hiện tại, tức là cái đang tồn tại mà người ta thấy theo công ước, thì mê là gata này, âm bu này, bình nước, âm bu vách là giống như ấy, âm bu là nước, là giọt nước, nhưng gata là cái bình, cái hai cái là chân lý nước và chân lý bình, như bình và nước hai cái giống phải chứ bình nước, nó phải bình của cái nước, mà như nước và cái bình hai tầng bậc. Đầu tiên là phina, là lấy cái ví dụ phina này, cái mức bình thường, cái bình nó có hiện dáng đập vỡ đi, đập vỡ ra rồi, không ăn nhiễm bình đập vụn nó ra rồi, từng mảnh xanh á, thì mọi bình là mất cái tướng của bình, đó là hiện tướng mắt có thể thấy được. Nhưng mà như giọt nước, đó, mình gọi là giọt nước này, nhưng phân tích ra, tức là phân tích ra nó từng sát na một cái thì nước nó còn cái gì đều chưa còn, nhiều trong nó không còn nữa, thì cũng vậy chân lý thế tục phân tích cuối cùng không còn nước nữa, thì chân lý thế tục trong này đây bây giờ để giảng như này ha. Yasmin avaya va sổ, avaya là những thành phần của nó pinne là bị vỡ ra ấy, na takudi lúc đó người ta không nhìn được nó là cái gì, đó là gọi là tục đế. Nhược bí vật này, nhược bí vật giác bị phá tiện vô đó, thì đây phải đọc cái này trước này, nếu dịch sát này, nếu vật kia bí vật giác là sự giác tỉnh giác, giác tri, nếu mà dịch này, nếu dịch sát này, nếu mà giác tri cũng hơi khá một chút, chứ còn nếu mà bí vật giác, nếu vật kia mà giác tri
Mà vô cái cỡ thì không còn, thì không biết cái gì không còn. Trong ba chữ tiệm vô, thì chữ vô là không còn. Cái gì không có trong hai cái này. Trong này chỉ có mấy cái bỉ là một, vật là hai, giác là ba, bỉ này lặp lại, còn chữ phá thì không kể rồi. Cái bị phá thì biết rồi, là cái gì nó bị vỡ rồi. Thì cái gì không có, cái bị vật này vô, hay là cái giác này vô. Thì đây muốn nói trăm liễu chắc chắn là cái vô là cái giác này vô. Cái giác này không còn. Cái giác này là không còn. Mà giác của cái gì? Là cái giác tri về cái vật kia không còn. Mà giác tri vật kia không trọng. Vì sao? Vì nó vỡ. Thành ra chữ bỉ nó đi với cái này. Cái nhược, nhược bị phá. Bỉ vật giác. Thành ra phải nhớ này. Thành ra hoặc là ngược lại. Nhược bỉ vật phá. Đó, chữ bỉ vật bỏ chữ bỉ này đi, bỏ chữ bỉ này trở lại cho nó, phân tích giả từ nha, rồi chọn cái chữ nào cho đúng nha. Nhược bỉ mực bỏ đi, nhược màu xanh nè, cho là nhược thì bỏ màu xanh đi. Nhược bỉ vật phá, bỏ chữ phá qua đây. Nhược bỉ vật phá đó là cái nhược bỉ vật phá, thành chữ hai chữ bỉ cái nào phá thì nhược bỉ vật phá đi. Giác bỉ là cái sự tri giác về nó là không, là không có sự giác tri về nó. Thì chữ giác này thì nhất định là phải là vô rồi. Giác này đã đi vô rồi, không có giác tri về nó nữa. Không giác tri về nó nữa. Thành ra hai chữ bỉ. Chữ bỉ này là đại từ, mà chữ bỉ này là tỉnh từ chí định. Nếu cái vật kia mà bị vỡ thì giác tri về nó không còn nữa. Đấy là dịch chuẩn. Chứ còn nếu không phân tích được, không hiểu nghĩa, thì sẽ dịch câu này chả ai hiểu, mà mình cũng chả hiểu luôn. Mình cứ dịch sát. Nếu vật kia giác ngộ thì vật kia vỡ, bèn không là ai hiểu gì. Dịch sát đây. Tại là phân tích. Và cái văn giả không có quy luật này hết á. Không có quy luật nào để nói rằng chữ giác này á, chữ vô này là vô của giác, chữ phá này là phá của cái bỉ này, là phá của cái vật này. Không có luật nào. Mà cái ngày hôm ra ông dịch kiểu này là ông dịch cái này cũng hơi ác cho người ta. Thì giác bỉ, thế nó để chữ pháo đây rồi. Nhược bỉ vật phá, giác bỉ tiểu thì hay quá rồi. Ông dịch ngược vậy đó. Thì còn bên này dịch này, nhược vật, nếu một vật ở đó phân bị phá, tức là bị vỡ ra từng mảnh, phần bị phá. Thì căn cứ thế này có thể dịch câu này được. Thành chữ phá đi với bị, nhược vật bị phá, nhược bị vật phá. Thì theo dịch được, tức so sánh được. Thiệt là nếu mình giỏi cái lý, mình có cái trí suy luận giỏi thì có thể dịch vẫn đúng như thường. Nhưng mà mình hai cái, một là ngược pháp mơ hồ, hai là mình suy luận không tới nơi tới chốn. Tức là mình không giỏi về cái phân tích cái kiểu mà suy luận A thì đạm. Thì câu này mình chả hiểu và mình dịch không được thì sẽ lộn xộn. Rồi còn nếu giỏi thêm á, thì ta cứu thêm cái này được, ta cứu thêm này thì, nhưng phải suy luận thêm một chút. Nếu một cái vật nào đó mà bị vỡ từng phần từng mảnh thì giác trí là cái tri giác về vật đó, nên bị giác để nó ngược giác trí với là vật trí. Cái giác trí về vật đó tắt bất khởi, không phát sinh nữa, bị vô khởi. Bí mật ứng tri danh thế tục đế. Thì cái vật đó nên biết, được gọi là thế tục đế. Thì cái này cũng chưa hẳn đúng. Thực ra đấy là cái chân lý, cái tồn tại thực mới có thể hiểu này. Nếu cái sách đó là tồn tại, đây không phải là một cái trong khái niệm nữa. Một sách đã tồn tại, mình chỉ được, mình nắm được là một cái sách. Ví dụ cái này là một cái sách nắm được này. Nhưng mà sách tri giác nằm trong đầu tôi, nó nằm ngoài này rồi. Sách tri giác nó thành danh từ, danh từ nằm trong đầu. Còn cái này nó là tính từ, nó chỉ những vật cụ thể. Bởi vì tính từ phải đi theo một cái gì đó mới tồn tại được, không thể độc lập được. Thành ra mà theo ở ngoài đời thì phải theo cái này. Thì cái này là một cái sách tôi nắm được, như sách, cái sách tri giác trong đầu tôi không ai nắm được hết á. Thấy chưa? Chân lý. Cho nên chỉ ngày hôm trăm gì là bí vật, sách
cái vật đó nó tồn tại, cái tồn tại đó là chỉ là quy ước. Có nghĩa rằng á, là mình thấy cái cây, mình thấy thí dụ cây mình gọi là cây xoài đi, mình gọi là cây xoài là vì sao? Là vì tất cả mọi người chỉ đặt tên nó khác, cái xoài hay là cây mango, manga gì đó tùy theo cách gọi ha. Nhưng mà ai cũng biết cái cây này, nhìn ta biết cái cây này với cái lá này nó sẽ cho ra trái như thế này là vì sao? Vì cấu tạo thứ nhất, cái cấu tạo nhãn cầu của người ta, tế bào nhãn thì quay nó gì giống nhau, con người là giống nhau. Một, thứ hai nó trong xoài là người ta biết cái vị giác nếm ta cũng biết, tay tàu gì nếm chua là vẫn nó chua như thường, thấy chưa này, ngọt ngọt như thường. Nhưng mà cái này á là chỉ là trong loài người mà thôi, chứ cái con bò thì nó thấy như vậy, thành cái cho nó tồn tại đó, tồn tại quy ước theo loài người, chứ không phải là cái con bò thì nó mất hẳn, với con kiến thì không khác hẳn luôn. Thành ra là cái đó là sách, đúng là cái sách một cái tồn tại mà mỗi vật nhìn khác nhau. Và là chân lý nữa, kinh chữ này dịch bí vật, thì cái này là bí vật. Thành cái chữ thế tục đế, giả cái thế tục đế là cái chân lý nằm trong danh từ, hay chân đế là sự vật, tức là chữ chân đế này á, cái chữ này thực sự ra là thế tục hữu, chúng thầy gọi là thế tục đế, nhưng mà gọi là chân lý đây là thế tục hữu. Chữ sách này là hữu này, ông này dịch tục hữu này, ông dịch đế nữa, thì chữ này chỗ ngon này. Nhưng mà Huyền Trang gọi thay chữ này thì bên cái này cũng gọi vào cái bí vật, thì cái vật đó được gọi là tồn tại, nên tồn tại theo quy ước, tồn theo quy ước. Nếu là người nhìn thấy nó như vậy đó gọi là quy ước. Thì cái này không phải là chân lý, cái này tồn tại. Thì chữ này nghĩa nó nghĩa thì đàm nó hơi rắc rối cho mình đó, mình tập suy nghĩ cho quen cái này ha. Nên bây giờ dịch này là khi một vật, một sự, một vật, khi một vật bị vỡ thành từng mảnh một phần đấy, giá trị vật đó không tồn tại. Cái này hiểu rồi, giá trị vật đó là gì, là tắt bu đi. Giá trị vật đó đây được gọi là sự thật theo quy ước, tức là đây được đó gọi là sự thật, đó là cái tồn tại theo quy ước. Cái đúng ra mình gọi là đây là sự thật, đó là tồn tại theo quy ước. Chẳng hạn như cái bình, trong khi bị vỡ vụn thành từng mảnh thì giá trị bình ấy cũng còn tồn tại. Đối với y phục cũng vậy, cũng thế. Đây là Huyền Trang thêm nhé, thêm như cái áo, áo thực ra mới rách tay cho con gọi là áo đúc chứ, nhưng cái áo xé từng mảnh vụn cho lâu nhà thì lúc đó không ai gọi là cái áo nữa, xé là lâu nhà tôi gọi là khăn lâu nhà đấy, mà nhìn không ai biết cái áo nữa. Đây là y phục của văn này. Đây là cái thứ nhất này. Thế nhưng mình phải tạm đây theo cái chữ thật, sự thật này, để gọi là sự thật thì cái này mơ hồ, đây là gọi là, nhưng mà đây không tồn tại, đây gọi là sự thật. Thì mình nhắn như thật này, thật này là thật vật, sự này là sự vật cả hai chế, chứ hai cái nó phải là trừu tượng. Mình gọi là chân lý, gọi là sự vật đây. Tại sao mình tập từ từ nó có những cái bộ từ ngữ nó chỉ chuẩn xác chứ mình bây giờ chưa có. Để nhớ chữ gì chưa hiểu nhau, cái gì hữu này, cái gì là đế gì này, hữu này một cuộc vị sắc không nè, tách gia thai ga ta cái bình, thế như bình đẳng cái bình ha, như bình thì bên là chỉ dùng một cái thôi, thì bị phá là vi toái cái từ mảnh vụn, kapala số xá là chỉ sát theo cách số 5 đấy, sát sinh đó, kapala xá từng mảnh, khi nê là từng mảnh, trong khi đó, trong khi nó vỡ thành từng mảnh cao pha la xã bên là bị phá vi toái. Mỹ vô hả? Phàm thời bình giác hiện vô bị phá vi toái, phàm thời chuyện phàm thời là hơi qua cái bình giải có giảng chữ phàm thời nhìn sao, nó là như quá chữ phàm thời này. Để bây giờ quả, chữ quả rồi chữ phàm, không gì chữ quả mới đúng, viết chặt cái này.
quả quả thời phàm thời đọc nghi ngờ vậy đó, mình sao phàm thời chứ đừng có thấy cái phàm là khi bình phàm, khi phàm thường hay là khi bình thường, thì đặt cái chữ hỏa mình đặt vào cái rất trạch chữ hỏa, tức là toái vi vi toái hỏa, toái hỏa là thành nó những cái bản cái sành bụng chữ hỏa là sành, nó phải máu từ bản sành bụng thì cái giá trị mình không còn, thành chính là cái chữ hỏa này là kapala sổ thành những kata gudina và vati đầu chữ hỏa chữ phàm nhau. Thế là không có lo sửa một cái gì là phàm thời, là dịch là sao mà là bình phàm. Thì y cũng vậy, là mình đang thêm vô y nó cũng vậy, áo cũng vậy, rách ra cũng vậy. Rồi mới dắt ra Aniyam này, Apoha này, những cái khác sau khi loại bỏ những apohiya, apa, apa là rút ra, nó đi ra, uha là kéo lên này, tức là cái gì mình dựng nó ra, mình moi nó ra, mình cái stack mà mình lượm đi từng cái, apohiya, apa, apa sau khi loại những cái khác, gạt bỏ xong rút bỏ, rút tỉa, bỏ những cái khác mà rút tỉa đi hết, sau khi rút tỉa những cái khác đi, gỡ lần lần á, gỡ lần lần ấy, sau khi bỏ những cái khác đi. Đấy, sau khi bằng giác tri này loại bỏ các pháp khác, apoha này đấy, apohiya này đó là từ apoha thôi chứ, những danh từ là apoha, mà đây là phân từ sau khi loại bỏ. Nước bị chia nhỏ, những phần nhỏ này vẫn được gọi, vẫn được còn được giác tri là nước, bình các thứ bị đập vỡ không còn nữa, được giác tri như là ở đây là hai cách giải thích đấy. Apo hả, đây chốc này thì nói là cái này hả, biệt gia này, nó thế tục có hai này, sấm vị ti, antara, vi, apa, asriya, danh ngôn gì việc sở y, hoặc thế chỉ tồn tại sở y trong danh ngôn quy ước, đó chỉ xong vị ti là danh ngôn quy ước này hả, cái này gọi là ngôn ngữ thế tục, nó từ cái chữ mà quy định chung. Mình quyết định danh từ chung thành là danh, thì mình dịch với chữ danh ngôn ký ức. Asiya là sở y, tức là vật thể chỉ tồn tại với sở y, vật thể tồn tại trong tâm danh ngôn ký ức này, từ vì khi bị vỡ nó thành nhiều vật khác nhau. Aninya apoha, tức là khi bị vỡ rồi, sau khi loại bỏ vỡ rồi thì nó loại bỏ những cái khác, thành những cái khác, loại bỏ thành những cái khác là một cái này. Rồi Travya Tantra, đây là Antara là cái khác, ở chân lý ăn cái là khác, thành cái thế tục khác. Travya là vật thể, Antara là vật thể khác, Vi Apa Asaya thì thể vật thể dị biệt sở y, tức là sở y dị biệt, đây là sở y dị biệt này, dị với một thể khác. Thì vật thể không bị vỡ, dù được chia thành nhiều vật thể khác nhau, vì không thể phân tích một vi tụ, đây mới nói này, đấy, thành trong cái nước á. Một vi tụ, tức là cái này là cái anu, một vi tụ này gọi là anu ấy. Một anu này, một vi tụ, nhưng mà cực vi thì phải para. Pa ra pa ram rồi a nu bảy chẳng tiêu luôn rồi, bảy chẳng tiêu luôn rồi, pa ram a nu đây là vật rất nhỏ, pa ram nu cực kỳ nhỏ, cái này tất cả những người vi tế thành khi a thế lượng hết thích thì thế là vi tụ này, tại vì trong cái phần nhỏ này thực nó nhỏ, nó còn những không cái nào hoàn toàn nhỏ của mình, tại vì bất cứ một cái nhỏ nhất
nhỏ đó vẫn có ít nhất là có 8. Thì nó gọi là vi tụ đó, cái bài là dục vi tụ vô danh vô căn hữu ác chủng, tức là những cái dục vi tụ, những cái vi này, vi tụ này, cái gọi là những cái phân tử đó, những cực vi hợp thành một cái vi tụ. Thì một cái vi tụ này trong dục giới, một cái vi tụ là cái vật thể nhỏ nhất á, luôn có 8 cái. 8 cái này là gì? Thứ nhất là trừ âm thanh nó ra, và thứ hai là không lệ với căn, không lệ thuộc căn, ví dụ lệ thuộc ngắn căn đâu. Chứ thì vật này, tất cả vật đấy là vật chất ngoài thế gian, vật ngoài cảnh đó, mấy cái vật vô cơ ngoài cảnh ngoài đó, thì nó có 8 cái ở trong đó này. Tứ đại vật này có tứ đại nè, rồi bốn đại này hợp lại, thì trong bốn đại này chắc chắn là có sắc. Thì không vật nào không có màu sắc, không đen thì trắng, không đỏ thì vàng, không có vật nào không có màu sắc. Và hương, vật nào trong dục giới, vật nào phải có cái mùi vị của nó, hương của nó, là vị nó, và xúc chạm nữa. Là tám cái này không thể rời, một vi tụ không thể rời tám này, nó gọi là một vi tụ. Còn cực vi á, trong bốn đại chủng này, một cái đại là một cực vi nhỏ nhất, điện là một cực vi. Thì đây gọi rằng là một vi tụ. Thành nhớ câu á, thì phải học cái này học kỹ nha. Học kỹ trong trong mấy cái chương, hai chương mà phẩm căn với phẩm phẩm giới đó. Dục vi tụ vô thanh, là cái vi tụ trong dục giới. Thì thế nào? Vô thanh, trừ thanh ra, là vì mười giới này, sắc thanh hương vị xúc, sắc thanh hương vị xúc, trừ thanh ra hả? Vô căn, trừ pháp cũng có, là tại vì pháp nó thuộc về nên là về là vô hình này, thành nó chỉ còn này là sắc thanh hương vị xúc. Sắc thanh hương vị xúc, bỏ cái sắc đi, bỏ cái thanh đi, thanh sắc thanh hương vị xúc, vật nào có trừ thanh. Tại vì sao? Vì tồn tại cái thanh, khi nào gõ nó mới nghe, không đụng chạm nó không có nghe. Còn vật nó tồn tại đó, gõ không gõ gì thì có mắt cũng thấy được như thường. Thì vật nào tồn tại bất cứ một cái phật vi thể nào thì phải có 8 cái này, thì bỏ khác mới được. Thành ra phân tích một cái giọt nước và phân tích cuối cùng thì vẫn còn 8 cái này, không thể còn, không thể khác được một giọt nước, không thể phân tích được nữa. Thì sở y nghĩa là thật vật, một cái thật giọt nước thật vật này, vật thể không bị vỡ này, dù được chia thành nhiều mảnh vật thể khác nhau vì không thể thành 8 cái đó, là mọi vật có sở y. Vi apa asraya, asraya là asriya, asraya asraya đúng rồi, asraya asra là sở y, là cái căn cứ mà tồn tại. Sở y dị biệt, một vật tồn tại với khác nhau á, thì thứ nhất là gì, là thật vật, là cái này là cái này là sự vật, là phân tích ra được như nước á nè. Chứ còn một cái là dị biệt, sở y dị biệt, nhưng mà là được theo quy ước anh ta ra, tức là cái chân lý này tùy theo quy ước của người này người kia. Vậy con người nó nhìn khác, thiên thần nhìn khác, đấy loại súc sanh nhìn khác, ngạ quỷ nhìn khác. Cái này là theo sẵn định ti, là hai cái định nghĩa ha, định thế tục, như vậy thế tục có hai này, sẵn định ti này, một cái, một là sẵn định ti, hai là travija antara. Thắng nghĩa đấy ha. Rồi ha, trong đây này yatra này, aniya abohiya, các bạn hồi nãy giải thích đó. Thì sau khi nhận tất cả pháp, tức là sau khi loại các pháp, loại những cái sự vật ra rồi ấy, và ở nơi nào và ở nơi nào này, ở nơi cái nào mà sau khi loại những cái pháp ra, thức những cái khác, thì tức là hai cái loại những cái khác ra này, đây là phân đây này, trong này mình hai cái này, trong này cái chú thích đó này, ví dụ cái bình đó để cho rõ. Thứ nhất là aqua há này, đây là diễn về cái nước này,
và pháp khác là bình này, là những cái pháp Aniya Buddhiya này, tức là sau khi vỡ rồi thì cái này có thể nhìn ra, ví dụ như cái bình không còn nữa nhưng mà thành cái khác, ví dụ đập vỡ cái bình ra thì còn là bánh sành, tăng thêm mình thấy được bánh sành thì nhận được, thì nhận cái khác. Còn apoha là loại cái ra rồi thì nó không còn nữa, không thể loại được. Tức là sau khi loại cái này ra thì không, thì nhìn cái khác chứ không nhìn thấy nó. Còn sau khi loại cái những loại những khác ra thì không còn nhìn thấy nó, thì cả hai cái đều giác tri về nó không hiện ra. Tức là sau khi nó thành những cái khác này, và thực khi nó khác nó thành ra thì cái nó không tồn tại nữa. Thì cái đó gọi rằng phải biết rằng đó gọi là tồn tại sắc, đó là tồn tại theo thế tục, đó là thế tục hữu. Phục thứ này, ư thử vật trung, ở trong cái vật đó ấy, do trí do bởi này, do bởi trí phân tích dư pháp, trừ dư pháp. Thì ông này mới dịch khác đi này, dịch chữ Aniya với Đạt Man là những cái pháp khác, là do trí tuệ Buddhiya, do trí tuệ mà loại trừ Apodhiya, sau khi do trí tuệ mà loại trừ những pháp khác là Aniya Đạt Man, hiểu đây Aniya và Đạt Man là những pháp khác, sau khi loại trừ những khác, sau khi loại trừ những pháp khác, cách số 3 thứ nhiều, Buddhiya bằng trí tuệ, sau khi rút bỏ những cái pháp khác bằng trí tuệ thì tách Buddhiya Navati thì cái giác tri vật đó không còn nữa, thì tách chạm thì cái đó, cái vật đó thì nên biết gọi là tồn tại, là cái tồn tại theo thế tục. Hữu nhược hữu vật, nhược hữu vật này, nếu này một vật nào đó diệu hệ tích bằng hệ tích, tức là bằng hệ phân tích nó ra, thì tích là apoha ấy, thì tích là apoha, apohiya đó, bằng hệ phân tích thì bị giác tiện vô, thì giác ngộ đó không còn. Thì trong này ta chỉ dịch một chữ thôi ấy, mình dịch nó thành hai thì coi nó hơi trật anh em, cũng đâu có thành hai ấy. Khi này một vật này bị chẻ, bị vỡ thành từng mảnh, nó tồn tại. Cái này bằng vẽ thì dịch này, bằng đấy này, loại bỏ này, là ở nơi nào, nơi vật nào mà loại bỏ những pháp khác đi thì nó không tồn tại, thì giác tri về vật đó không còn. Thì trong này cái này Buddhiya là bằng vệ rồi ha. Trong này thực ra là nếu theo cái này thì câu này nó có hai cái trong lần mà hàm ẩn trong á, nhưng mà dịch không được. Trong này này dịch phục thứ ứng xử vật trung này, do nó trừ dư pháp, chỉ có một cái không nè, tức là chữ dư được cũng phải trừ dư pháp là những pháp khác, thì có phân tích trừ là trừ cái vật có đi, cũng như chữ pháp, truyền trang bỏ chữ pháp. Nhưng mà trong cái chú thích của ông này là phải hiểu khác đi rồi, chú thích của ông này á nó tế nhiệm chút này, chú thích của tập đi rồi này, anh nhà cô hả, thì trong này hai thí dụ đâu, trong này thì hai thí dụ như thế, hai cái trong hai cái này anh nhanh cái đặc mang, cái là chỉ cho nước và cái là chỉ cho vật. Thì cái đặc mang này chỉ cho nước các pháp này, thì anh nhanh chỉ cho cái bình này, tức là sau khi cái bình mà loại bỏ đó là chẻ nó ra, phân tích nó ra, là vỡ ra rồi cái bình này, tức là loại bỏ những cái khác đi thì không thể nhìn được nó nữa, thì tắt bình này. Và cũng vậy sau khi nhìn được thấy khác cái khác, tức là không thích được cái khác nữa, nó tức là nước loại bỏ đi mà pháp khác nó không còn, tức là sau khi loại bỏ những vật khác đi rồi vẫn nhìn, vẫn phải nhìn được thấy nó, không loại bỏ đi được nữa. Trong hai cái là cái câu này hơi hàm xúc,
và khó. Thành ra loại bỏ những cái khác. Một cái nhất loại bỏ những khác. Tức là vỡ cái bình rồi ấy, thì không nhìn được nó nữa. Trong này cả hai ngày đều giống nhau hết đấy không? Tức là chỉ có một cái anh gia pháp dưới này thêm này. Thì dưới này đây là thí dụ, đây là nếu mà vậy thì đây thí dụ cho là cái bình trên này, tức là cái bình đập vỡ ra rồi, cái bình mà đập vỡ rồi ấy, tức là sau khi loại bỏ rồi ấy, thành sau khi là bỏ những cái này rồi để thành những pháp khác. Và cái gì thế này ấy, là sau khi loại bỏ những pháp khác, loại bỏ những cái khác mà nó trở thành những cái khác, tức là loại bỏ những một cái gì đó thành những pháp khác, loại bỏ những pháp này nó thành những pháp khác, cái bình đập vỡ cái bình ra nó thành mảnh sành, thì không nhìn thấy cái bình, nhìn mảnh sành thì cái bình không nhận thức được nữa, chỉ nhận được mảnh sành mà thôi. Đó, thì cái này là đấy. Nhưng cái câu tiếng Phạn hơi tế dị chút, thành bây giờ thì cứ hiểu. Rồi khi nào không gì giỏi thì cái gì là sao, giờ cái gì thấy huyền trang cho nó dễ, đây thì nó dễ hiểu thôi, không có gì khó hết đó. Bỏ dự pháp này đi, còn đây á, trừ dư pháp, thì dư pháp hơi khó hiểu một chút, chúng ta hãy bỏ quách dư pháp cho nó dễ hiểu. Cái này nó đang trong luận lý học hơi khó một chút, chúng ta không có dư pháp nữa. Thành ra vật nào mà bỏ nguyện phân chấp, nguyện mà trừ đi, loại trừ đi, dĩ huệ phân tích trừ hữu vật này, nhờ hữu vật này. Nhiều không thích trừ này. Cái vật nào bằng huệ rồi phân tích rồi trừ đi, tức là loại bỏ, như loại bỏ đi thì cái giác vật đó cũng còn. Cái vật bằng huệ phân tích tức là chẻ nó ra, cái vật nào bằng huệ phân tích, bằng phân tích bằng huệ mình loại nó đi, để cái bình nó đập vỡ đi thì giác tri bình đó không còn, thì gọi là thế tục đế. Trong này hai cái nhắc lại đi chưa, theo cái nền sau khi đó, loại bỏ những vật khác ra mà vẫn giác tri, bằng giác tri có thể biết được những vật khác, tức là vật cũ còn với cái vật mới, thì cái tắt bu đi này, cái vật cũ này giác tri về cái vật cũ đó, của cái vật đó không còn nữa, là cái trí huệ. Tôi cái hơi dịch hơi khó, tôi có dịch theo nhiều trang hơi dịch chưa tìm ra cái câu dịch cho nó hay. Khi này một vật thể này bị vỡ thành từng mảnh giác, chẳng hạn như cái bình này, đấy, ví dụ cái bình này trong khi vỡ thành từng mảnh vụn này thì giác tri về cái bình ấy không còn này. Thì cái thứ hai này, lại nữa này, sau khi bằng giác tri loại bỏ các pháp khác thì giác tri về pháp đó không tồn tại, và nên biết đây cũng là tồn tại, cái nên là sự thật tồn tại được gì, sự thật đấy không, cái đúng tồn tại được hai cái tồn tại rồi, nó không tồn tại thì hai cái tồn tại mới thấy lầm. Thì nếu mà quả tồn, nếu không lầm thì cái gì là tồn tại, thì nên cố dịch, cố đưa chữ pháp vào, đưa chữ pháp vào thì nó khó hiểu một chút, nhưng chịu khó phân tích cho nó quen thì cũng hiểu được. Tức là sau khi này, bằng giác tri này loại bỏ các pháp khác của hán, thì cái chú giải này loại bỏ những nước chi, nên tức là a của há đây hả, loại bỏ các pháp khác, loại bỏ các pháp khác này sau khi này bằng giác tri mà loại bỏ các pháp khác này, thì giác tri về pháp đó không tồn tại. Cái thứ hai, cái này lớn cũng chừng đó, nó luôn tới mình chừng đó, thì chỉ sát như vậy đấy, là bỏ những pháp, pháp khác, đó, bỏ những pháp khác. Trong này tại vì chúng áp của há, loại bỏ đi phải chọn là một cái chứ không phải là bỏ hoàn toàn,
Thấy chưa này? Thằng ấy phải cho từ áo của há, nó khó dạy này cho áo của há này. Sau nghiên cứu được chữ áo của há thì rõ hơn nhé. Nếu mình biết rõ áo của há thì câu này không khó, nhưng mà mình không biết chữ áo của há, thằng đây cũng có khái niệm về áo của há trong luận lý, nhưng khó đi. Thành ở trong các pháp để thực loại hết vẫn còn là một pháp như thường, loại tất cả những cái khác vẫn còn là một pháp như thường, hay là thành nhiều pháp khác thì loại bỏ đi nó thành nhiều pháp khác này. Thì đây là nó về cái lý thuyết nhận thức. Thực ra là nó càng ngày nó rắc rối ra, vì đây là càng ngày càng nó tiêu phản rắc rối ra. Nó tạm thời vậy đó em, theo cái cách dịch vậy nó cũng dễ thôi. Thế đang đi sâu quá thì nó để nó nói cái cảm giác và tôi quên niệm được. Anh cứ theo đây mà nói loại bỏ những pháp khác, là một cái khó khăn là loại bỏ các pháp khác này, loại bỏ để thành các pháp khác, đúng ra loại bỏ để thành các pháp khác, loại bỏ nó đi vẫn nhận thức được, mà bây giờ không nhận thức như nó, nhận thức cái khác, cái bình vỡ mà không nhận thức được cái bình nữa, mà nhận thức bây giờ chỉ thấy là không thấy bình mà thấy mình biết sành không nè, đó tức gọi là để loại bỏ để thành những cái khác. Rồi cái thứ hai là bây giờ cái thí dụ thứ nhất là cái bình, thứ hai là nước này, tatra hi buddhiya, thì ở đây vì ở đây này vẫn có nhận thức bằng trí tuệ, tức là phân tích bằng huệ mà vẫn thấy nước này, thế giới tháng nước thì rụt ba adi năm adin rupa adin na đạt ma apo hỉ, tức là này, là vì huệ phân tích đâu rồi nước này buddhi này giác tri về nước này, sau khi loại bỏ được phân tích này, sau khi loại bỏ này sắc đẳng vân vân adin. Adin nhé. Có cái chữ này là có cái chữ sao là vô pháp. Apoha. Như nước này khi bằng giác tri là như sắc vân, chỉ giác tri không tồn tại. Chữ này không có chữ A đặt mai đây và gọi những pháp khác như sắc vân vân. A din là số nhiều hả? Cái này động từ A đi. A đi là biến cách là số nhiều, A đi là A din hả? Nếu A din thì chắc phải gọi chữ A này đi, nếu số nhiều. A cô há đi loại bỏ vì phân tích vì phân tích thủy giác tắc vô nhược thủy do trí trừ sắc đại đẳng thì chúng ta bất khởi. Cái thứ hai nước này khi bằng giác tri loại bỏ các pháp như sắc vân vân, khi ấy giác tri vì nó không tồn tại. Cái này hơi nghiêm túc nữa, thực sự ra là cái này không thể phân tích được nữa. Cái nước này không thể phân tích được là nó, cái nước là nước nó thành cái vi thể, nếu nước là một vi thể thì không thể phân tích được nữa. Nó mới nói này, thành trong nước này nó là vi thể, nhưng vi thể này gồm có 8 cái là sắc, mình nhớ trong cái rupin này, rupa adi thì các pháp như là sắc này. Sau khi loại bỏ các pháp này, đạt man này, các pháp như là sắc vân vân, sắc bỏ thanh này, sắc này hương vị xúc địa thủy hỏa phong, tức là phân tích nó thành 8 cái này, thì chỉ thấy lúc này là thì cái nước này mới bắt. Thì trong này có hai bậc lận, cái bậc cái bình này là con mắt có thể kinh nghiệm được, đây là trong phạm vi thường nghiệm mình có thể kinh nghiệm được, nhưng mà cái cực vi đó thì bằng lý trí suy luận thôi, chứ không thể thấy phân tích được nữa. Là vì cái mà con mắt nhìn nó không thể thấy nhìn được cực vi, mà con mắt nhìn nó chỉ nhìn được gọi rằng là sở tạo sắc, tức là buta ấy, sở tạo sắc.
ta rằng là cái gì rồi là upadana ấy, butani upadaya butani buta sao vậy butani buta upadaya à, cái là cái này gọi là sở tạo sắc nhé. Thì nó là nước này á, một cái phân tử của nước nó là một sở tạo sắc. Thì người thấy á, chỉ thấy cái sở tạo sắc thôi, tức là cái sở tạo sắc một cái vi tụ, tức là nhìn cái vi tụ, cái anu này một cái vi tụ này, ta thấy có thấy vi tụ, chúng ta thấy cái cực vi được không, thể thấy cực vi, mình chỉ thấy vi tụ là anu thôi, thấy vi tụ là anu này, chứ không thể thấy cực vi. Cực vi là ta này, ra ma nu nhé, không thấy cực vi, tức là chỉ thấy cực vi, không thể thấy, chỉ thấy vi tụ, mà vi tụ có 8 cái, thành ra nước, ta thấy nước, nước á, nó phải hợp thành từng vi tụ, đất, đất mà ta thấy, đất nó cũng từng vi tụ, tức là những cái phân tử nhiều cái yếu tố, nhiều cái yếu tố nguyên thủy nó lại thành cái khối đất, mà đất ta thấy đó mình gọi là được, chứ thiệt trong đất nó có địa thủy ở phân tới 8 cái là nó gọi đất. Ví dụ mình nói trong người mình đi, mình không thích theo cái gọi là bình thường ấy, trong người á, thì máu nè, máu huyết đờm giải là cái thuộc về thủy đại, mình gọi là thủy đại. Thực sự ra đó là thủy đại, nó thấy cách thông thường, chứ nó là một vi tụ, nó đủ 8 cái, mà trong vi tụ đó là thủy đại nhiều nhất, chứ nó không phải là chỉ là thủy đại hoàn toàn. Nhưng mà khi giảng cho người ta hiểu thì Phật nói theo cái bình thường, để chúng ta phân tích quán bốn đại từ mà hiểu. Để cái khái niệm về nước thì mình không bao giờ có khái niệm về nước được, khái niệm về thủy đại không thể có khái niệm được, thành phải nhắm mắt nhìn chắc lỏng, mình chắc lỏng để biết nó có cảm giác về thủy đại, để tạo cái cảm giác, mà có tạo cảm giác là cảm thọ, thì có cảm giác như mình xúc đó, mình xúc là cảm thọ, thì có cảm thọ mới nhập cái quán vô thường, khổ được không được. Thành ra là cái cực vi này á, người ta không bao giờ thấy được, mình chỉ thấy cái vi tụ thôi. Thành ra cái nước này á, người ta thấy nước thì đó là một vi tụ, chứ không phải cực vi nước. Trong cái vi tụ nước này có cực vi nước, không chỉ có cực vi nước mà có cả địa thủy hỏa phong. Mà trong này nó không chỉ là nước mà nó có sắc, tại vì là một cái phân tử nước bao giờ cái màu sắc của nó, không có cái phân tử nào có màu sắc. Mà cái phân tử, bất cứ phân tử nào, cái vi tụ nước nào cũng phải có là cái hương của nó là mùi thơm, tôi nhìn ra cái mùi thơm, và có cái vị nó là vị ngọt hay vị mặn, và xúc chạm một cái vi tụ nước á, thì vẫn có thể có cảm giác được là cứng hay là dính hay là có nhiệt độ của nó, và thấy nó di động nữa, thành ra một vi tụ. Thì ta chỉ thấy vi tụ chứ không bao giờ thấy cực vi. Thành ra bằng con mắt thường người ta chỉ phân tích cái vi tụ là cùng, mà phân tích cực vi là chỉ khi nào phân tích được cực vi gọi là du già hiện quán, là khi nào người đó mới trực giác bằng của những cái già du ghi, là những cái già quán hành sư đó, đó những du ghi, những người nhập định á, khi họ nhập định á thì họ phân tích được cái cực vi này. Tất nhiên là điều này thì nó giả thiết sau đó là như chúng ta bác bỏ cực vi này, cái nhà này họ bằng cái huệ giả huệ tưởng, giả tưởng huệ, tức là cái huệ giả thiết á, giả thiết để nhìn thấy cực vi, để biết rằng nó hợp với tan rã, chứ không thể thấy được, cũng bằng không thể thấy được bằng huệ giả tưởng thôi, bằng giả tưởng huệ đó. Thành cho nên trên thí dụ thứ hai không giống như thí dụ trên, là mình có thể phân tích được, phân tích nó thành vật khác, còn nước á, phân tích không thành vật khác được nữa, không thành vật gì được nữa, nó chỉ thành những cái cực vi khác, không thành vật khác được, thấy được. Thành ra thí dụ hai cái. Cho nên chị em như nước này, khi bằng giác tri này, thì dù như nước an tại như cũ này, tatra hi buddhaya, khi bằng giác tri ha, khi bằng giác tri này, bằng giác tri phân biệt huệ này, mà loại bỏ này, thì các pháp này, như là sắc vân vân này,
tức là bốn 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 cái bốn cái trong vi tụ đó, chữ rupanin chỉ cho vi tụ hết, mình thêm dụng mình qua đó là vi tụ anu hết, nó là chỉ cho anu đó, tức là vi tụ nè, cái này là vi tụ. Thì những cái khác adin nó vẫn đó là vi tụ này, loại bỏ các pháp khác như là sắc vân vân, tức là bỏ cái vi tụ này, phân tích thành vi tụ này, thì nước nó bây giờ mới không còn nhận thức được nữa, nhưng mà không phân tích được tới cỡ đó. Cho hai thí dụ thành cái phân tích cái huệ này bằng giả tướng huệ, giờ giả tướng huệ, còn cái huệ này huệ bằng giác quan, cái buddhi này bằng giác quan, mắt có thể có, còn cái buddhi này chỉ bằng ý thức mà thôi, hai cái khác nhau. Khi này bằng giác tri loại bỏ các pháp như sắc vân vân này, thì cái ấy giác tri về nước không tồn tại, thì đối với nước lửa gió cũng thế. Ta số Eva tu thì hóa đám diệt nhĩ rồi, thì chuyển hóa đang diệt nhĩ rồi, lỡ cũng vân vân, trong này không có cái chữ nào hóa diệt nhĩ hết rồi, cái này thầy trang này thêm rồi, mình thêm rồi, lỡ cũng vân thêm rồi. Tây sủ nhưng này đối với lời gió cũng thế, thì cái này được trang đắp thêm này, trong cái chữ tiếng Phạn cũng có này, cái được trang thêm, cái được trang thêm. Chữ lửa, cái chữ nước trong cái khoảng kêu gì quên mất rồi, chữ chị quên rồi, thế không đi là lửa, nó đi là chữ nó nước lửa nước 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 là cái gì quên đây, thế không ba là đây là nước uống gì, thế không abu là nước, là từ giọt nước, bu là giọt nước, là vi tụ, địa thứ không tự quên mất hả, địa thứ là prithivi nè, prithivi là gì nữa, ra là nước nè, tevo tepo là lửa nè, trong đó phải apni mà tevo là lửa, còn apni là lửa mình thấy đốt cháy, còn tero mới là lửa trong 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 bốn đại chủng, cho nên quên ra la này là nước hả, chữ gì quên mất, nó phải ra la này. Địa thủy hóa không, mà nó chỉ âm mưu là nước đó, là nước mình thấy được là vi tụ chứ hay là địa đại, không phải địa, không phải là thủy đại, chứ âm mưu cái là nước. Thành ra đây ngài Huyền Trang nó chưa hiểu đó là chữ âm mưu đó, là ngài hiểu là trong cái chữ gì nó thành là thủy đại, nghĩa vô đất nước lợi giống vân cho bằng bên nắm thấy, trong này cũng thấy chữ phản, thấy có chữ lửa vô, không thấy có chữ lửa vô, thấy chưa? Các bạn nên nó thấy Huyền Trang thêm vô. Ra là nước không? Prithivi là đất không? Prithivi không? Prithivi là đất. Ra là nước hả? Lửa là tero không? Teras là hả? Teras. Teras là gió. Teras là gió. Còn không là vayu hả? Vayu. Cái nhân chữ này hiệu cho nó chuẩn. Thành ra mình phải là apani là lửa, rồi là apani là đốt cháy thần lửa. Còn trong lửa là tia ra là nó cái những cái ánh sáng nó có nhiệt độ đó, cái nhiệt độ đây là chỉ cho sức nóng nhiệt độ, chứ không phải cái sự nó nhất là phải đốt cháy, còn anh đi là phải đốt cháy thôi, nó khác nhau. Còn ra la nếu đây là sự chuyển động này, cái gì mà nhưng mà dính lại với nhau thành ra la, còn âm mưu từng giọt nước nó rơi xuống bỏng 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 thế này mới là âm mưu này. Vậy cho nên chữ âm mưu này không phải là địa đại, để nhưng mà ngày hôm trang thì đó là địa đại, thì nó thêm chữ hỏa vô, biết ngày hôm trang thêm ai thêm thì không biết. Nó thì mình cái địa đại chọn bên kia là cái âm bu, nó phân tích trong âm bu này nước này, nói là âm bu này phân tích trong có tới tám, phải nói là âm bu này nó là nó anu mà, thì nó có tới tám cái là
giáo dục ví dụ của thanh cho nên trong cái chú giải của trong chú giải của ông dân trong gia su mi tra đó gia bùn có 8 cái là ông vi tụ đó bùn có 8 cái bây này tất ư này bí vật này thì cổ này thủy đẳng chư vật đây là thủy vân vân thủy đẳng chư đẳng này không như thiết là hỏa nghe những cái vật khác thì ra cái hỏa này á nếu mà hỏa này á thì phải là acni tức là lửa thì trong lửa nó mới tê rôn mà lửa nếu mà phải lửa là hỏa đăng được mà hỏa thì hiểu là acni cái thủy là thủy là ambu cái thủy là ambu chứ không phải là tê rôn mà acni là lửa mà đốt cháy đó lửa thần lửa đó lửa trong bếp á trong bếp mình thấy lửa này là acni cái lửa mình lửa thủy đại á thì lửa hỏa đại thì lửa đó tê rôn thì cái này nếu mà vậy thì cái hỏa này là hỏa acni thấy chưa như vậy khỏi lầm lẫn chứ không phải hỏa này là địa này thủy nó phải thủy đại thủy này là mua là nước chứ phải yếu tố nước mà vi thể nước hỏa này không phải là hỏa đại mà hỏa này là vi thể lửa một trong cái vi thể lửa anu lửa thì bây giờ thủy đẳng chư vật này thì cái này không phải ai thêm mà chắc cũng là tham thêm chút nhiều đó vân vân đó cũng chỉ ra thủy đẳng chư vật này. Thủy đẳng chư vật do tụ tập nên là vi thể do tụ tập nó chỉ một vi thể đó gì rõ nè do tụ tập này thành nó giả do tụ tập giả là những cái này gá một cái kia để tạo thành nó tồn tại tức là do tụ tập giả là do gá một sự tụ tập và tập hợp lại do bởi sự tập lại cho nên nó tồn tại mà thôi do danh cú tự môn diễn thị chân thật nghĩa rồi á nó tồn tại ấy, nó tồn tại giả mà thôi từ cái tồn tại này á nó có ba danh cú tự tức là các phương diện này danh bắt đầu tự một cái đã tự đây là tự nó cái chữ mà tự là những cái âm ví dụ ga ta này ga là một ta là hai ga là một tự ta là một tự đó, thì những cái này gọi là tự này những cái tự ga ta này hợp lại thành ga là một tự ta là một tự ga ta trở thành cái danh rồi này hoặc là chữ sấm này là một tự này vru là một tự này chữ ti là một tự này chữ va là một tự chữ sách là một tự rồi chữ tất cả sam vritti sách này trong ti sa này thành ra một danh thành một cái câu rồi câu này sam vritti sách ga ta trong một chắc thành ra một cú thì các cái phương diện tức là do tức là qua các phương diện có các phương diện này là âm tiết danh từ và cú pháp mà hiển thị mà để nêu rõ cái đối tượng thực sự của nó cái ý nghĩa đó tức là cảnh giới đối tượng trong cái ý nghĩa trong thật là tồn tại cái vật thật của nó để biết nó là cái gì tức là do danh từ để diễn tả thì cái chân thật này cái thật này là thật giả duyên danh tự cú ưu chân thật nghĩa khởi trí rồi duyên vào ấy duyên vào là vinh vào dựa vào do cái này tự này cú này danh thực sự ra là một chữ là phải hiểu này không đồ bất cứ tự nào bất cứ danh nào cũng có tự tiếng Hán chỉ cần một chữ hữu là đủ rồi hữu hay dầu là đủ rồi hay là mình gọi là nó là thế tục mình gọi là tục đủ rồi tục đế đó nhưng bên này cũng tục là sẵn vritti sắc mấy chữ là thành ra nó phải có nhiều âm thì nhất định phải có âm phải cái tự này là phát thanh mới được phát ra thí dụ âm bu chúng ta nói mình gọi là thủy hay là sùi là đủ rồi có chữ sùi hay đủ rồi chứ không ai nó sợ sư trọng sùi gì hết á không ai đọc vậy ta nói sùi thì đủ rồi mình nói thủy nữa chứ ai nói thủy gì hết thủy là đúng rồi nhưng mà tiếng phản là phải nó đủ âm bu cái con âm cái cha hiểu là gì bu cha hiểu là gì âm bu hai cái thì rớt lại nhưng mà không thể bỏ được hai cái nó thành danh rồi duyên vào cái danh này để mà thành cú này tự để mà thành chứ mà tự thành danh này mà danh mới thành cú thì khi mà trong câu nó mới hiểu nghĩa này cái âm bu này phải tồn tại thế nhờ âm bu asti gọi với đi cũng cần phân tích con phạm đi âm bu asti đây là con nước thành câu ấy thì ta hiểu đây là cái gì
Thì lúc đó nhận thức này phát sanh ở nơi cái chân nghĩa là cái đối tượng chân thật, tức là nơi sự thật, chân nghĩa là sự thật, nơi cái sự thật đó, tức là cái danh từ yêu của nó mới khởi lên. Anh là chịu tiền việc, mình biết lên cái cây rồi, mọi người đấy này, có cái nhánh nó chỉa ra thế này, đây có cái tàn lá thế này này, thì mọi người biết đây là cái cây. Thì khi mà tôi ngồi như thế này á, thì tự nhiên nó cái, tự nhiên tôi ngồi thế này, tôi nhắm mắt tôi ngồi, tôi để tôi xuống rồi tôi bịt mắt tôi để như này, tôi nói cái cây, nên tôi biết Phật là cây trên sau, cái mặt có cây, tôi biết đọc cái câu là nhân tự đâu, thành là tôi ngồi yên đụng bên này sợ cái cây nó dính, nghe chưa nào? Đó, nhưng mà nếu tiêu thì tiêu việc như tiêu phạm của anh vượt xa hết, ví dụ vậy đi, vậy là có cây trước mặt ổng hay là sau lưng ổng, tiêu của cô cây là thành ra là lúc đó cái nhận thức nó khởi lên, cái sự thật, một sự thật nó đang tồn tại. Nó giống như người ta hay thí dụ đó, nếu người làm thợ mộc thợ hồ đó, thợ hồ đứng trên là dưới, cái ông đứng trên đứng dưới, ông đứng trên kêu gạch có chữ không à, à nếu mà tiếng Anh thì nó phải hai ba âm gì đó, mà tiếng nhưng mà tiếng Việt chỉ còn âm có một chữ gạch không, trên kia biết là đứng gạch cầm gạch nó tung lên, có nghĩa là tung gạch lên đây một câu là chữ gạch không nó tung lên được, tức là từ cái danh từ đó hoặc là dựa vào tự đấy, hoặc là dựa vào danh hoặc dựa vào cú, ba cái để ta hiểu cái nhận thức khởi lên cái bên cạnh đó, nó gạch một cái là dưới này là cái bên cạnh hiện ra, mà nó hiện cái bên cạnh bay dèo lên rồi, thành nó gạch cái là hiện lên liền, thành nó gọi là trí, đó là nhận thức, là phán đoán phát sinh ở nơi cái sự thực đó. Mà sự thật nào tồn tại, nó phải tồn tại ở đâu và có công dụng gì, mà muốn biết nó tồn tại ở đâu có công gì thì phải thành một cái cú mới được, một cái câu mới được, cái danh không được, thành ra ba cái, một nhận thức nó phù hợp là ba cái, là thành duyên vào danh cú và tự, nó mới đúng ra theo thứ tự, duyên vào tự, danh và cú thì nó phát sinh cái trí tuệ, phát sinh cái sự nhận thức, sự nhận thức ở nơi sự thực đó, chấm dứt đó là sự thật hết. Nhược nhập quán thời, nếu khi người nào mà nhập định này, để không giảng thời dài chúng đẹp trên này không có đâu nha. Nhập quán là khi mà tu thiền á, nhập quán bất năng duyên danh đẳng, là không còn duyên một danh nữa. Khi nhập quán thì danh nó không còn, mình không duyên nữa. Nhược số quán thời bất năng duyên chân nghĩa, là thì khi mà nhập quán ấy mình thấy sự vật không gọi tên nó nữa, mà biết đúng sự vật đó là cái gì, không cần tên nó nữa. Tại sự vật đó khi mà người nhập định này mình thấy rõ sự vật này là cái bản chất nó là gì này, thì cái người nhập định với trình độ này, ông nhập định ấy, thì nếu mà nhập định đúng sự vật á, thì ông chư thiên nhập định cũng thấy cái đó. Mà nếu cái con khỉ hay là con cò mà nó phải trình độ như con người thì nó cũng thấy y như vậy, thấy khác chứ được, đó gọi là chân nghĩa ấy. Cho nên không duyên một danh nữa, cái danh này là con người nhìn vô nó một khác nhau. Từ khi sốc quán thời thì cái chân thân nghĩa chân nó không còn nữa, đây là cái người nhập định khi trong thấy đối tượng chân thật và đối tượng ra không có nữa. Cho nên này, cái chữ đó thử danh đẳng này, cập thử trí này, cho nên này danh này và cái nhận thức đó này do hiển thị giả, bởi vì nó nêu ra một cái tồn tại giả thiết, tồn tại quy ước mà tồn mà có mà thôi, cứ nêu lên một cái giả mà cho rằng có, thì cái giả đó gọi là thế tục. Ông giảng hơi dài ha, còn Việt Nam giảng gọn hơn, mình giảng hơi dài chút. Tức ư bị vật này vì phá tích thời, tức là khi vật đó một khi cho bị phá tích thì cũng bị chảy ra ấy, thì gì giống tưởng bằng cái tưởng ấn tượng về thế tục, bằng tri giác về thế tục, danh thi thiết, danh thi thiết vĩ, thế tục danh tưởng nha, thế tục tưởng danh thi thiết vi vĩ, vì thế tục tưởng danh, hai cái thế tục tưởng và danh, tưởng tức là danh, hai cái này để chấp người ta theo tương phản sao ấy, nên cái từ hai cái đó, tức ư bị vật này
Tức là này, chính nơi cái vật đó này, khi mà vật đó chưa bị phân tích này, bằng này cái tưởng và cái danh của thế tục và thế thi thiết là có quan niệm về cái đó. Tức là dĩ này, tức là thi thiết là đặt bày, đặt bày là quy định á, thi thiết là đặt bày là quy định á, quy định cái đó là cái gì, quy định một cách nào, quy định bằng tưởng và danh. Tưởng là tri giác có ấn tượng về đó, ấn tượng về một cái gì đó. Con người có ấn tượng riêng với con người có ấn tượng riêng với cái cây, con kiến nó có ấn tượng riêng của nó về cái cây, với con cò nó có ấn tượng riêng với cái cò. Nhưng mà con người thì sẽ đặt cái danh nó khác. Thì tưởng nó bằng nhau thành cái cây này. Tưởng á, cái người trong cái tưởng á, thì người Tàu cũng thấy vậy, cái cây người Tàu cũng thấy nó là như vậy. Nếu mà người Ấn Độ cũng thấy nó như vậy, người trẻ già, người Việt cũng thấy như vậy. Nhưng mà cái danh nó sẽ gọi khác nhau, thành danh và tưởng. Thì đặt cái đó là cái gì nhỉ? Rồi thiết, thi thiết hữu cố, là tồn tại do thi thiết, tức là tồn tại theo quy định, ước định mà thôi. Đấy, tức là tồn tại theo khái niệm á. Cho nên gọi nó là thế tục. Đây mình đang giảng vậy đấy. Hơi dài chút. Trăm dịch này. Nhân này có khái niệm quy ước được thi thiết trong các sự thể trên, tức là quy ước được quy định á. Nếu có khái niệm được quy định trong các sự thể đó, bạn được chữ thi thiết này là quy ước đó, đặt bày ra gọi là giả thiết á, cái định tên này. Thì do khái niệm quy ước mà bình và nước tồn tại, tức là cái bình này nó tròn tròn như vậy, ta gọi nó là cái bình này. Tại vì từ cổ La Hi ta dùng cái tròn tròn ta đựng nước và đặt nó cái bình, người ta thành gọi. Nhưng mà cái bình thì người Việt biết thế, cái bình đó để đựng nước. Mà tiếng cũng cái hình đó mà người Ấn Độ không mở cái bình, nó gọi là có ta. Thì chứ mở ta thì người ta cũng biết là đi cầm nước. Người ta có những cái hũ, những cái bình, người ta một cái lu, cái hũ mà ta mấy người Ấn Độ đổ trên đầu đi nước đó, thì gọi là cái bình được. Chứ còn đúng là cái gọi là cái hũ đúng hơn, tại cái hũ đổ đầu cho cái bình, cái lu đổ nặng. Thành ra mình phải ghe đúng hơn, đã tạo thì ghe, cái ghe nước. Nó thí dụ mình gọi ghe nước đi, mình có cái phong tục mình dùng ghe nước. Thế buổi trưa, buổi tối, bà má bà kêu ghe, để các ta, là cô gái không biết, là lấy cái ghe nước, cái đội nước tự nhiên bỏ ghe đầu ra mà muốn nước vô. Cái này gọi là quy ước, cái là cái bình, nó gọi là nước. Thì lúc nào quá đại nữa, đó, là cái người nó bệnh, nó chỉ đầu tiên, cái nước, biết người ta không nước về, múc nước về cho ổng á. Đấy cần chữ, đấy là những khái niệm quy ước tồn tại. Đây là sự thật chứ không phải ngụy. Thì những cái này sự thật, tại vì nó cái bình hay là cái ghè thì người ta đã đúng cái ghè liền. Mà ngấn đổi nữa gata thì ta biết ra cái gata ra liền, nước cũng vậy. Những cái người bệnh khác ta nói nước, đúng quy ước của mọi người đều hiểu nước mà. Mọi là nước, cái là tắt những ta chỉ đem cái ngủ. Thì nếu người Tàu cái nó sụi, thì ta cũng mang nước ta. Còn nếu người Ấn Lê thì nó water, thì nó cũng mang nước ra, không khác được, không thể mang cái khác được. Tôi nói nước thì chắc chắn mang nước, chứ không thể mang rượu cho tôi được. Thành cái đó là một sự thật, mà sự thật đó quy ước. Nó đúng sự thật chứ không phải giả, tâm tạng đúng với nó, không phải giả. Nhưng mà chỉ tồn tại trong giới hạn thì đó là chỉ con người mà thôi. Chứ bây giờ con chó mà không kêu nó nước con chó không biết là nước cái gì. Con chó nào dạy cho nó, đưa nước cho nó, họ gọi là nước, cái nó nghe rồi. Thì làm sao đưa cho nó nước, cái làm sao chỉ cần nó nước, nghe là thì nó biết nước là gì, chứ phải tập cho nó. Nhưng mà con chó đó qua bên Mỹ, nó quá đâu thì con nó không chịu luôn, nó chịu thua luôn. Đây đó là sự thực theo quy ước, nhưng mà tồn tại theo không gian thời gian nào đó, gọi là quy ước, gọi là những khái niệm quy ước. Thì trong này thứ thiền phạm này, tây sủ những nơi cái nào, ê và chính là nơi những cái là trong những sự vật nào mà sắm đi đi sẵn nha, là có những cái tưởng tượng là khái niệm, có là những ấn tượng đó. Từ này mình nó không quá, nhưng mà bây giờ mình gọi là tưởng nè. Thọ tưởng tư ấy, ấn tượng tưởng
tưởng thú tưởng vi thể, nhớ cái định nghĩa tưởng thú tưởng vi thể, tưởng này thú này, tưởng này tưởng là ảnh tưởng này, vi thể à, cái tưởng là gì, thể của nó là gì, tưởng là gì, tưởng là cái nắm bắt ảnh tưởng, bắt ảnh tưởng, ảnh tưởng ảnh tưởng được cái gì mà ghi vào óc mà nó tồn tại đó gọi là ảnh tưởng. Nó bây giờ màu xanh này, thực ra màu xanh này sáng nó đầu, thực ra xanh cả cái đống, cả trên cái hùng mình này. Từ đây qua đây cả một cái màn màu xanh, đây là qua đây màu trắng đi, từ chỗ này qua chỗ này một màn màu trắng, nhưng mà trong này chúng ta biết rằng là có vô số cực vi trắng trong này, cực vi tạo thành màu trắng, tức là từng vi tụ địa thủy hóa phong, từng vi tụ cấu kết theo một cái dạng để thành đây là ta chỉ thấy nó trắng mà thôi, thì trong này có vô số vi tụ ví dụ nó kết trợ lại thành ví trụ trong này, thì một ví tụ như vậy là một nha, là một nhận thức, một ví tụ nó khởi lên trong mình, cái ví tụ đập vô mắt, tức là không thể tất cả các niệm đồng loạt được trong a tỳ đàm, từ đây tới đây mình thấy một loạt, ví dụ từ đây tới cái khung này, từ cái chỗ này cái chỗ này mình thấy một lần trong cái đàm, từ đây tới đây nó mà xảy ra vô số sát na, trong nhiều trăm nghìn sát na, tại nhiều ví tụ này là một sát na, ví tụ rất nhỏ, một ví tụ nó nha, nó biết vào một sát na, mà cái ví dụ cái nha này nó xảy tới đây, tất cả cái nha này cộng lại ta biết rằng là đây là cái màu trắng, ví dụ một cái khung này thấy chữ đen đây này, cái khoảng chữ huyền này đen nhé, cái chấm này xuống đây đen thì cái màu đen này thôi, nó cũng khúc ngắn cũng phân thôi nhé, thì trong này là cái phân này nó có nhiều cái ví dụ trong này, cái một ví dụ trong một ví dụ như vậy, một ví dụ một sát na thì ví dụ nó lọt vào trong trong thức, trong căn thì một nha nó khởi lên, sáng nay thứ hai vi tụ khác khởi lên, thì tới đây thì dù có 100 vi tụ đây thì một tăng cái nha là thì từ đây nó vô đây đủ hết 100 cái nha rồi, ta biết đây một cái đường dài cũng là cái sánh nha, ta biết đây là một cái đường thẳng, cái đường thẳng đó là sánh nha, còn trực giác khởi lên những cái một đó chỉ là nha mà thôi, thì đó nghĩa là tưởng, là ấn tượng, thì cái tưởng gì, cái tưởng bao giờ cũng nhiều sát na, một sát na chỉ có một thức mà thôi, nhưng nhiều thức hợp lại thì mới thành một cái tưởng. Mà thì đây là sánh nha này thì gọi tưởng này, nhưng mà tưởng thì có danh cho nên tôi gọi là danh, mà tưởng huyền trang gì thì danh mà tưởng luôn, tưởng thì luôn luôn khởi danh trong quá trình này, trong quá trình nhận thức á, tưởng cái sánh nha ấy, từ tưởng á thì nó khởi đến tầm tư, có tưởng thì khởi tầm tư, tầm tứ, tầm là tứ, tức như là vi tạc ca ấy, vi tạc ca và vichara, vichara à, hai cái tưởng là tức là à, khi có tưởng bao giờ cũng khởi lên vichara, mà từ vichara khi nó trong biết khắp rồi thì bao giờ ý thức nó khởi lên một cái nó gọi là ý ngôn, mano janpa, janpa là bếp xếp, là cái ý nó bếp xếp, cái ý thức nó bếp xếp, không cần phát ra thành tiếng, chưa phát ra lời nói, nhưng mà phát ý rồi, ý nó bếp xếp, ý này bắt đầu nó giựt cái thần kinh môi, nếu cần chữ bru thì nó giựt cái gì, cái ý này bắt nó nói là tâm ý nó có chữ bru nghe đã, thì chữ bru này là phải giựt cái bờ chỗ nào, chữ r giựt cái dây thần kinh hàm giựt cái này nó thành bru, giựt cái đó nó gọi là mano janpa, thì cái mano janpa này mới khởi danh từ chúng ta mới nói được là bru văn tắc, tức là thành cái từ ngữ. À, trong cái a di đà thôi, cái này cũng hay lắm nghe, là tự tử, cái này cái tầm tứ ấy là cái cha ra này, vì cho nên chứ vì sao mà chỉ tưởng ngày rồi đang dịch luôn cái danh, thì có tưởng thì có danh, cho nên chỉ danh thì nhân tăng tưởng, thì trong cái gì nè mà cái rước ta sánh nha cư ta này, sánh nha tức là tưởng, tưởng này là tưởng do quy ước, tưởng là tưởng do quy ước, là tưởng gì tất cả cái hợp lại thì người ta gọi là có cái ấn tượng với cái cây, thì cái cây này là một sánh vritti, là một người quy ước nó là cái cây, thành danh từ cái cây, thì krita là được hòa làm thành, tức là cái tưởng được hình thành theo quy ước, cái quy ước là krita này. Thì Krita là vì sao? Vì
Samvriti Vasat, do cái thế lực, do cái ảnh hưởng đó của cái cộng đồng quy ước này, của mọi người có quy ước này, người ta thấy này, người ta nói, người ta nói rằng Guru Vanta này, người ta nói đây là cái bình Gata Asti, đây là nước Ambu Asti, đây là giọt nước, đây là cái ghe đựng nước hai cái, đây là cái giọt nước, đây là cái ghe đựng nước. Thành ra bông đầu tiên nó sẽ khởi một cái sanh nha cái đã, một cái sanh nha nó có được cái ấn tượng không, cái sanh nha này mà phải được quyết nó là cái gì thì qua là quá trình Krita đấy, quá trình Krita. Từ cái sanh nha này thì do cái công, do sáng Briti, do ký ước này, tức là từ sanh nha cái đa hiện tượng này, cái tượng này được quy ước, quy ước là thực quy ước bổn sinh của trong tế bào á, chứ không đơn giản xã hội đâu. Dù tạc răng sống trên rừng, sống với sinh ra tạc răng với mày mà sống với cọp á, thì con mắt nó vẫn thấy mắt như người, ấn tượng con người ấy, chứ không thể giống như con cọp được. Thì ấn tượng như người thì thành ấn tượng, do cái ấn tượng này, cái sáng Briti này á, thì người ta mới nói, khởi lên lời nói này, vua văn ta khởi lên nói này, đây là ghẻ, đây là nước. Nhưng mà tạc răng sống trên rực á, chỉ có cái sanh nha mà thôi. Tôi khởi lên cái sanh Briti, nhưng mà sanh Briti này chưa thành hình danh được, chỉ tưởng thôi chứ chưa thành danh. Thành ra cái ông mà tạc răng sống trên rực á, thấy cái ghẻ không biết nó là cái gì, khi mà thành phố người ta dạy cho nó đây là gata, là cái ghẻ đựng nước, thì từ đó về sau nó gata rồi nó chạy đi lấy cái ghẻ. Còn không, nó không biết là cái gì, kêu nó gata nó chẳng biết cái gì. Rồi tới nữa là gọi nó Ambu, nó biết đây là giọt nước, để nó múc nước nó uống. Đây là quá trình đó em. Sanh nha trước này, sanh nha khởi lên này, là ai cũng có, vật nào có này. Sanh nha những quy ước của xã hội này, quy ước cái sanh nha này là gì, gọi nó là cái gì này. Rồi bằng cái sanh nha này, quy ước này, cái sanh nha này trong y ngôn mà thôi, nó khởi lên thôi, mới tầm tư thôi chứ. Mới tầm tư, sanh nha này khởi lên xong Samriti này, đây là bổn sinh, nó là có hình thành cái gì đó. Rồi bằng cái tí này em chuyển thành xã hội này, cái bá sách này xã hội nó quy định này, nó gọi nó là cái gì, gọi nó là gata hay gọi là cha ambu. Gata cha là ambu cha asti. Gata cha thì gato asti. Rồi là cham mu hay cham ba ba asti. Thành ra là gọi là nói như vậy đấy. Thì satyam eva ahu là eva ahu, thì họ nói, người ta nói chính đó chính là chân lý, đây là satyam, đó là sự thật, đó là cái chân lý, đó là sự thật, đó là một sự thật chứ không phải là mrisa, là hư dối. Thành cái vật người ta gọi cái gata này là thật, tại vì cái đường nước được, ta liền kêu nó gata thì đây đúng như gata đường nước được, mà kêu cháu Ambu thì Ambu ta lấy nước được mà giải khát được, thì đó là sự thật, không phải hư dối. Chứ không phải rằng á, gọi là Ambu, người ta lấy Ambu tới mà uống của chả đã khát đó, người ta gọi là Gata, đem đi Gata tới đường nước chả được. Thành ra cái này là một sự thật chứ không phải là hư dối. Nhưng mà sự thật đó là gì? Thực sáng Briti do quy ước, mà ước này có vợ sanh nha, nó rõ không? Cái gì? Hôm nay ông nói là ví dụ như là khi một sát na là có một thức, nên một thức hợp lại thành một tưởng, cái tưởng có tâm tự có ý ngôn. Nhưng mà cái tâm tự đấy là có cái gì? Cái chữ vitakka. Vitakka ấy. Vitakka này người ta dịch á, người ta dịch á là mình hay dịch là tâm. Nhưng mà cái này gọi là tư duy phân tích. Thành ra nếu mà dịch theo tiếng Anh nó gọi là speculative thinking. Thinking. Nó gọi là tư duy. Tư duy là theo phân tích. Thành ra cái tư duy này, tư duy theo phân tích là cái tạc ca. Mà không phải là tầm cầu. Trong cái thiền định nó là tầm cầu. Nhưng mà đây là phân tích. Nên nhiều khi ta dịch cái này là investigation. Chữ này nó tại nó không có nghĩa, mình chỉ em dịch đó
là truy cầu, truy tầm, dò xét. Nó bằng cái tư tưởng mà dò xét nó là cái gì, thì thành ra có tưởng thì khởi lên vitaka liền. Tức là cái vitaka nó phân tích tiểu cái đó gì, nó xác định cái đó là cái gì. Rồi đi sâu vào nữa thì vichara. Vichara là gì? Vichara là đi quanh. Vichara là đi quanh này. Chara có chữ ra đây. Chara là đi. Rồi đi quanh thì đi vào, đi sâu vào chi tiết. Tức là vitaka rồi ấy. Có cái vitaka khởi lên rồi ấy, thì nó đi sâu. Đây là nắm bắt đối tượng khởi lên này. Thì nắm bắt này. Bây giờ nói lại, bây giờ người ta thí dụ này cũng dễ hiểu hơn này. Như con bướm này, cuối buổi sáng nó đi, nó bay vòng vòng vòng. Bây giờ thì có ánh sáng tới, ánh sáng rọi tới một cái thì nó có sáng nha, nó khởi lên liền. Tức là ánh sáng mặt trời nó rọi tới. Mà trong tập quán con kiến, con nó sinh ra là thấy một cái sóng đi tiêu quyết của cái sinh vật đó. Thì ánh sáng mà rọi tới thì nó biết ngược ánh sáng đó là có hoa. Nó khởi lên cái tưởng liền. Cái tưởng đó là tưởng sáng nha. Mình cũng nhìn mặt trời nhưng mình nhận tưởng không biết chỗ nào có hoa. Mà con ong nó nhìn mặt trời, cái ánh sáng lọt mắt nó biết chỗ nào có hoa. Thì cái biến đó là sanh nha, mà sanh nha đó là do quy ước. Con người nhìn mắt sáng thì sẽ có cái ấn tượng khác về mặt trời, tức là có quy ước khác về cái sanh nha của mình. Con ong có quy ước khác về sanh nha, mà sanh nha đó phải sáng rất tiền. Nhưng mà cái con ong á, đúng ra nó có khởi nhưng mà thì mình không nói tới nó. Thì trừ cái sáng rất tiền này, nó sẽ khởi lên một cái là ấn tượng. Mà ấn tượng đó, những con người á, mình gọi là, nếu mình theo con người á, thì gọi đó là hoa. Nhưng mà mình không có cái ấn tượng đó, chứ trong nó con đó khởi đến cái ý ngôn. Thì từng đi tìm này, thành ra đông là khởi đến sáng rí ti, nó có ấn tượng đó là hoa. Do cái ấn tượng này, thực ra khi mà có ấn tượng này nó khởi lên cái tầm tư. Thì bắt đầu có cái ấn tượng sáng rí này rồi, bắt đầu đi tìm. Tìm đó là cái gì? Tìm tới nơi, nó bay tới nơi, nó thấy cái đóa hoa, nó biết xác định nó hoa rồi, nó bay tới. Những cái bay tới đóa hoa là đây là tầm. Nó tìm, tức là quá trình mà từ khi ấy, nó bắt ánh sáng mặt trời ấy, nó đi cho tới cây hoa, thì quá trình tất cả nó gọi là tầm, cái tất cả gọi là tìm tòi đó. Thì mình cũng vậy. Khi mà nhìn tất cả cái sự vật rồi, thì bắt đầu người ta gọp lại, ta lôi quá khứ lại để coi cái nó là cái gì. Nói nhanh này. Thì lôi tất cả cũng lên để coi là cái gì. Thì quá trình như vậy nó gọi là tầm, là truy tầm để biết nó là cái gì. Rồi truy tầm xong rồi á, thì như con ong nó bay tới rồi á, thì nó bắt đầu bay vòng vòng trên này, vui trên này để nó quan sát. Thì tức là nó quan sát kỹ cái đối tượng. Thì cũng vậy, khi cái ấn tượng này có rồi á, thì bắt đầu thường nó dạy từng sát na, mình không thấy được đâu tâm lý này, từng sát na. Thì bắt đầu ấy, thì từ khởi cái tâm này rồi á, thì bắt được đối tượng rồi, thì nó đi sâu vào để biết cái đối tượng này là có màu xanh này là cái gì, xanh lợt cái xanh đậm, mà xanh vuông xanh tròn, thì khép tất cả những cái lại, thì khép tất cả những cái lại, nó khởi lên ý ngôn, tôi biết đây là cái gì, tức khởi lên đó là cái gata, không gata, tức là phải có cái vitaka này thì ấn tượng nó mới lọt được, cái tưởng nó mới thành hình, cái tưởng hình là có vichara nữa ấy, thì tức là thành chỉ là thành hình, nó thấy nó chỉ là một cái đống, nó chỉ là một cái đống đống đất sét này. Nhưng mà chính cái vichara này nó định hình được là cái đống đất sét này là đống đất sét gì để thành cái bình. Thì từ cái này vitaka này vichara khởi lên đó, thì nó xác định được đây là gata, là cái danh, tại lưu quá khứ, tại trong quá khứ cùng cái đó mà người ta gọi nó là gata, thì bây giờ cái này cũng gọi là gata, thì biết là gata thì có cái danh. Thì từ cái gata rồi á, bây giờ nói ta phải sai nó đi lấy gata, thì bây giờ bắt đầu cái ý thức á, nó bắt đầu điện, nó giật mấy cái dây thần kinh rồi chốc chiêu cái chỗ này ta giật cái cổ này lên này, cái gờ là con họng này, giật có cái miệng này, ga này, con họng lên, rồi cái giật ở mấy cái răng này, cái thần kinh ở dưới răng tờ a ta nó giật giật thì đâu gọi là ý ngôn, tự ý ngôn là giật một cái thành nó danh, thành nó thành ra là vi danh jana. Đây là từ, những cái từ âm tiết syllable đó, những cái từ. Rồi từ cái từ này bắt đầu khởi lên cái danh, biết danh từ. Rồi từ danh từ tới khởi lên phán đoán từ là cái gì, cái gọi là cú pa đa. Từng giai đoạn như vậy đó, đã chưa? Dạ.
rõ chưa? Thiệt đó. Để lỡ một lần thì chắc cũng hơi khó, phải chịu khó nghĩ thì một lần thì nó liền chứ nghĩ xong đâu. Để là ghi đó thì về sau thì suy nghĩ. Cho nó là liền chứ các chị hiểu hết đâu. Thấy chưa? Thì gửi lên được không? À. Đó, thì cái này chính là cái này gọi là tức là học xong này cái chân lý đó học chứ thì gồm hai cái này do Samriti mà tồn tại. Một cái Samriti này bây giờ nó là cái sự thật mà đúng chứ nó sai trong quy ước thì cái sanh kết hợp lại thành cái từ Samriti Satyam gọi là tục đế, đúng là không cần thế tục, tục đế, tục này đế, chân đế, chân đế theo quy ước được thành danh từ, tức là ta phân tích hai chữ này sẵn vì khi sạch tiên mà phân tích dài rồi đó. Này theo con này thì phân tích thế này, sẵn ti sạch tiên là gì, sẵn vì ti là gì, đó mà sẵn ti là thế này, quá trình này sanh nha nó gọi lên sẵn vì ti một cái đã, đó là quá trình sẵn vì ti nè, rồi từ sẵn vì ti này nó nếu mà khởi thành cái Kigata đó. Thì Kigata này ta gọi nó là Kata, nó là danh thôi, nhưng mà nó chỉ một sự thật. Thì cái danh chỉ một sự, cái Kigata này là một Satyam, nó chỉ đúng sự vật. Thì gộp lại ta gọi là Samriti Satyam, thấy không? Ở trong này để xem mấy chữ Hán. Cái chữ này danh tưởng nè, trường tam dịch nè, danh tưởng nè, sanh nha nè. Thì Samriti này á, Samriti này á thì chính là thi thiết nè. Thực ra có nhiều chỗ ông dịch là chữ pranyapti là chi thiết, tan này, nhập này, thì cái này cũng thiết, pranyapti này biết cái chi thiết này là chi thiết là làm cho biết. Tại do cái động từ nha mà cái chữ p này vô đấy gọi là sai khiến cách, causality và sai sự cách là khiến cho biết, là pranyapti là khiến cho người khác biết là cái này là cái gì, thì đây gọi là chi thiết. Nó một chữ thi thiết thì trong này chữ này đây hiện tam dịch chữ này chữ thì xong thì tiên này gì là thi thiết, còn bên này là dịch là gì, là tụ tập giả, thì cổ này chữ đẳng chư vật này thì cái này lập ở trên rồi, trong những sự vật này này, trong như vậy này, khi người ta hình thành một cái ấn tượng, một cái tưởng 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 theo quy ước thì gọi là do tụ tập giả cố hữu trong diễn giải ra này, từ cái tụ tập giả này này do danh tự môn, tất nhiên là từ cái tụ tập giả này á, nguyên cái chữ này không gì là tụ tập giả này, Samriti Sanya đó gọi là dịch nguyên cái chữ này dịch tập giả, đúng là đây là chỉ là danh tưởng thi thiết, dịch bốn cái danh tưởng thi thiết, trong này có hàm cái danh trống á, danh còn mình chỉ dịch là thế tục tưởng, còn không là danh tưởng thế tục tưởng ấn tượng theo rồi sống đi chi sát ông dịch này, trừ sống tịnh ni ông dịch ra đấy có là danh tưởng môn, có nghĩa là từ sống cái ti này ấy, nó gửi đến cái ý ngôn tức là manojanta đó ấy, gửi đến ý ngôn. À, từ ý ngôn này nó khởi đến kata, thì chữ kata là danh tượng ngôn đó hả, nó là danh cú tự đó, thì danh tượng ngôn này chỉ có một sự thật, sự thật này là gì thì ta biết đó là kata hay chân bù, thì diễn là một cái chân, thì nghĩa này là đối tượng này, cái kata này là một cái nghĩa này, âm bù này là một cái nghĩa này, mà cái nghĩa này có thật, đó tức là sách chi âm, đó là cái có thật. Nó thật chống không phải là hư dối, chứ nó gọi là chân thật nghĩa. Rồi mới dựa thêm nè, duyên và danh tự cú mà khởi đến trí nhận thức, thì trong này không có, chỉ nói trong khoa nhận thức mà nói, tức là duyên vào cái âm cái sống địa chi này á, duyên vào sống địa chi này á, mới ta khởi lên ý ngôn, ý ngôn nó phát lên cái miệng là Ruvanta này, phát lên cái miệng lời nói đó, tức là duyên vào cái danh tự này, tức là duyên vào ý ngôn này, duyên vào cái sống địa chi này này,
mà khởi lên cái nhận thức, thực ra khởi lên cái ngôn ngữ nhận thức, từ nhận thức đó mà khởi lên cái lời nói. Lời nói đó là gì? Đó là gọi là gata hay là âm bu. Từ đây là giảm tới đây, trong này giảm theo cái khác nữa. Thế nhưng mà cái này đối với một cái quán hành sư á, đối với nhà quán hành thì cái sanh nhai này, sanh nhai này là gì? Nó do một cái tâm tưởng sát na, thì không thấy nó là sanh vạn độ tánh gì hết, mà chỉ thấy nó là cực quy địa thừa phong mà thôi. Thì lúc này là không thiêu danh, không còn thấy danh nào nữa, không còn thấy danh nữa, là cái danh nó mất. Lúc thì cái cập quá, mà lúc đó không dương danh mà chỉ thấy sự thật, là cái thế nào đúng thật nghĩa, cái thế nào thấy nó vậy, chứ không cần gọi tên, đừng gọi tên dễ rồi cũng biết đó là cái gì. Rồi khi sốc quán thời, thì khi sốc quán rồi thì không thấy được sự thật quán nữa, thì cái sự thật mà mình thấy, cái chân thật đó thấy được cực vi á, cái sự thật này là cực vi này, cực vi nào cũng địa thì quá, chả thấy cực vi nào hết. Cũng giống như nhà khoa học, khi mà đưa phòng thí nghiệm mà nhìn một cái chiều phân tích nó ra thì chả thấy cũng dưới đáy điện này thôi. Khi mình phân tích đây ra mình đã thì chả thấy rằng cái tê hình dáng gì hết, mà đây chỉ là cái cọc điện này. Trong cọc điện này thì cái bóng đèn nó sáng này, bóng đèn nó có điện này, cái chỗ này không có điện này, cái chỗ này có điện cả một dọc này, cả một pixel này, trong 1,000 mấy trăm cái pixel này đâu này nữa, thì không thấy gì cả, chỉ thấy điện không à. À, thì khi đây là khi một kỹ sư này, chả có nhập định được, khi tháo nó ra thấy nó chỉ dây điện không thấy gì cả. Thì khi sốc quá là khi đóng máy lại để bật điện lên thì không thấy cái là không thấy cái sự thật, là không thấy điện nữa mà thấy danh không này. Danh là những cái này là một danh này, và cái này một danh này. Khi mà nhập định, tức là khi mà mở máy ra đi dòm trong nó thì thấy điện dây điện không, nhưng thấy cái này. Khi đóng máy lại á thì thấy cái này, không thấy gì điện nữa. Đây là khi quán nhập quán là vị du già, khi tu định mà tu định cao tùy theo cái trình độ. Đây là khi sốc quán mà ra khỏi cơn thiền định thì có danh đẳng cập thượng trí. Danh là đối tượng ấy, rồi thì gata cập thượng trí là trí nó khởi lên cái vua ba lời nói này đều hiện thì cho một cái giả. Cái giả này là cái sánh nha, cái dạng là cái sanh nha, thì chỉ thị chúng ta sanh cái ý tưởng này giả mà thôi. Thì ba pháp này là gì? Một là danh, hai là trí, và ba là giả. Một là sanh nha là tưởng, hai là danh tự là gata, được chưa nè, và ba là trí là cái body, là cái guru này, cái body ba cái này. Giờ với tục căn cái ở đâu mà gọi nó là tục, tức là căn của đây gọi nó hợp thế nào để thành cái samriti này, thành cái samriti nó gồm có ba cái hợp để thành cái danh này, cũng là cái danh này là một này, cái trí là hai này, và cái sanh nha này, tức là cái sanh nha này thành samriti, rồi samriti này dẫn thành cái gata, rồi gata dẫn thành cái body, cái nhận thức này, ba cái. Rồi ông nói giảm ra đi em, đừng để giảm thêm cho mình đâu mà giảm khó hiểu. Giảm khó hiểu thì ba pháp, thì ba pháp này dĩ ba cái này dĩ à, có cái tục lấy cái gì mà gọi là thế tục này, thì trong ba cái này chính cái nào gọi là thế tục để gọi nó là tục, tức là cái sanh chỉ ba cái này chính thức, cái nào là sanh cái ti này. Thì cái mà duy chỉ là danh sở tác, tức là cái chỉ được tạo ra bởi ấn tượng mà thôi, tức là sảnh nha kriệt ta, cái ấn tượng được tạo ra là danh sở tác, tức là cái mà được tạo ra bởi cái danh mà thôi, bởi danh này chỉ danh này gata này. Thì cái đó là không vô thể, không có thực chất, không có tồn tại thật, nó chỉ tồn tại cái từ mà thôi, tồn tại thật. Thì cái đó gọi là tục, tức là không tồn tại trong thực tế mà tồn tại theo quy ước. Tức là cái mà sanh nha kriệt ta được tạo tác bởi ấn tượng ghép lại rồi đặt tên cho nó. Thì cái danh này là gì? Danh này là cho cái ấn tượng này theo một quy ước nào đó đặt tên cho nó. Như vậy thì cái gata này không có thực thể, thì cái này mình gọi là tục.
do cõi sa dục, do tùy thuận thế gian, tức là theo cái tập quán nhận thức của thế gian của người đời ấy, thì gọi là thế tục. Mà thế tục là gì? Thế tục gọi là bình, mình nói nó là bình gata, thì gọi là ambu. Thì khi mà nó gata thì trong óc chúng ta có cái hình gata liền, gọi những cái sanh ra gata liền. Chỉ cần người Ấn Độ gọi là gata, bây giờ tôi chấm chắc trong này mà tôi gọi là cái ghê là trong óc bao giờ nữa đến cái ghê. Mà nếu có người mà đi Ấn Độ gì á, đi du Ấn Độ đi mà đã nhìn thấy rồi nó kỳ ghê, cái là thấy cái đầu của mấy cái cô Ấn Độ nó có cái ghê bình liền à. Nói trên thì đó gọi là từ cái bình nó khởi lên cái sanh nha, rồi cái thủy cũng vậy. Xưng với thật ngữ thì những cái này là thật ngữ, cái lời nói này nó phản ánh một cái sự thật mặc dù là tạm thời, bởi vì chỉ cần nói ra tam một cái là cái ghê nổi lên, cái hình ảnh ghê nổi lên liền và tin tìm được cái ghê liền. Thì cái này không phải là hư vọng nữa, cho nên lập nó là thế tục, nhưng mà tục đó là vẫn là một sự thật. Đó, chẳng dài vậy đó không? Còn cái huyền trang dịch sai đây thì nó cũng gần thôi. À, trong này huyền trang chỉ đơn giản thì cũng theo không để con giảng thêm nữa. Này, tức cái bi vật này thì cũng có thêm, tức cái vật này vì phá tích thời, cái vật mà khi cho bị vỡ ra từng mảnh nó còn nguyên giảng á, thì cái sự vật đó bằng thì cái khí quỷ phát này là gì, thế tục tưởng bằng cái danh tưởng thế tục mà thi thiết mà quy định nó là cái gì, tức là bằng cái tưởng này, tưởng khởi đến cái danh này, tức là bằng hai cái này sanh nha không ấy, mà hai cái sanh nha này đều là do thế tục, đều là thì huyền tam gì thêm thì thế tục này. Mà thế tục này, thế tục thi thiết mà quy định nó là cái gì, tức là trong ngày huyền trang thực ra ba cái này đủ rồi nè, thì ba cái này đủ rồi, tức là sống được thì sanh nha đủ rồi, nhưng mà dịch như vậy người ta không hiểu mà em giảm thêm do danh tưởng của thế tục, tức là do khái niệm và danh ngôn của thế tục của người đời từng dùng. Rồi cái đời này bằng cái danh ngôn thế tục này thi thiết là người ta định, tức là cái thế tục thi thiết cái chữ samriti này phân tích ra là đó là quy ước thi thiết mà quy ước bởi thế gian, tức là cái danh tưởng này do quy ước bởi thế gian mà gọi nó là cái gì, cái gì khó vậy đó nghe, để phân tích cho nó rõ. Rồi do thi thiết này bây giờ tự chư thiết này, này do cái samriti này, do thi thiết này, do thi thiết hữu này, do thi thiết mà có, thi thiết khẩu cố có, do thi thiết mà do quy định, nó có quy định của thế tục thì gọi, tức là có do quy ước của thế tục nên gọi nó là thế tục hữu, tên gọi là thế tục hữu, để từ bỏ chữ đi, hữu là tồn tại theo quy ước của thế tục nên gọi nó là quy, là tồn tại quy ước thế tục, là thế tục hữu. Y thế tục lý, tức là theo cái suy lý của thế tục mà gọi nó là bình vân vân, thì cái bình đó là thật chứ không phải là hư, không phải là hư danh, không phải là hư, thì gọi nó là thế tục đế. Rồi đó, có hai chữ không hơi khó đấy nha, rồi thế tục đế, cái chân đế này. Đây là thắng địa đế. Đấy, còn chút này về cái thắng nghĩa đế là không? Thì thắng nghĩa đế Ato Anyatha Paramartha Satyam, từ đó mình nếu khác đi trái ngược với đó, Ato Anyatha là khác với cái đó, gọi là thắng nghĩa đế, đệ nhất nghĩa đế, đây gọi là thắng, nhưng đúng là đệ nhất gì, đệ nhất hết. Paramartha Tha là cao hơn, là tối thượng đó, đệ nhất là gọi rằng là Paramartha sanh nha, để nhắc nhở đế khác với sự thật nói trên là thắng nghĩa đế. Tatra finnepi tatpudi bhavati eva, vì người biết vật giác vì khá bất vô
là cái chữ như hồi nãy thấy chưa, bị vật giác bị phá bất vô, cái vật đó dù có bị vỡ cái giác tri về vật đó vẫn tồn tại. Cái đó gọi là chân lý, tức là bất vô, thì ông dùng cho bất vô đây. Thì tách ra thì phi nên ở nơi cái nào mà nó bị vỡ là cái nào, mà khi bị vỡ người ta vẫn còn có giác tri về nó, thì cái giác tri về vật đó, chính giác tri vật đó thì gọi là thắng địa đế. Ở trong đây này, một vật tuy đã bị vỡ nhưng giác tri về quả trị sử này, giác tri về vật ấy vẫn tồn tại, ngay dù bằng giác tri mà loại trừ các pháp khác nó vẫn vậy, đó là sự thật tối hậu. Tức là này, Anya Đạt Ma A Po Hệ, tức là sau khi loại bỏ những cái pháp khác rồi, loại bỏ các pháp ra rồi, tức là bất cứ tình nào hết rồi, dù là vậy rồi, thì bằng huệ, đây là bằng huệ thôi, tức là bằng tưởng tượng huệ đó, thì nó vẫn tồn tại, bây giờ vẫn còn nhận thức nó được, tức là sau khi loại bỏ rồi mà vẫn bằng huệ, rồi giác tri được, vẫn tồn tại đó. Thì là cái đó gọi là thắng địa đế. Thế này, cập này huệ tích, huệ tích dư, tức là bằng huệ mà phân tích những cái khác đi, bỏ hết tất cả những khác đi, thì cái giác đó, giác tri vật đó vẫn còn, cái vật đó gọi là thắng địa đế. Khác trên là cái này dễ hiểu rồi ha. À, đây là nhung giác, nhưng trong đây một vật này, tôi là bị vỡ này, tôi đã bị gì hè, sao vỡ, bị hủy hả, bị vỡ đi hả, bị vỡ. À, nhưng giác tri vẫn tồn tại, này. Ngay dù bằng giác tri mà loại trừ các pháp khác thì nó vẫn vậy. Đó, câu này đấy, bằng tất cả các pháp, đó là sự tồn tại. Các pháp là gì? Vì trong một pháp đó nó còn nhiều thứ, tức là trong một pháp khác là gì? Tức là một trong cái một cái âm bu đây này, đó mình nhớ âm bu này, âm bu này thì trong này có cái gì, có sắc này, sắc là một này, sắc là một này, rồi hương là hai này, vị là ba nữa, là xa là vị này, đó, đó là xúc gì đó, thì những cái này là những pháp khác, loại bỏ những cái này đi gọi là pháp khác, và gọi những pháp này đi. Thì cái là Anya Đạt Ma A Po Hệ loại bỏ những cái này đi ấy, loại hết luôn á, thì vẫn còn nhận thức, tôi vẫn loại ra ấy, thì vẫn còn nhận thức được. Thì cái chân lý nhận thức cuối cùng đó, tám nhận thức cuối cùng đó, thì cái đó gọi là Paramattha, Paramasat, tám nhận thức cùng đó gọi là chân đế. Chẳng hạn như sắc này, đâu rồi, chúng ta như rupam vân, bây giờ sắc này đây, bây giờ phân tích gì nữa thì sắc nó vẫn là sắc, cái sắc đó là sắc hay là Paramattha. Bởi vì khi một vật thể bị phá vỡ thành những cực ly rồi bằng giác tri mà loại trừ các pháp như hương, vị, vân vân, giác tri nó tự thể của sắc nó vẫn tồn tại. Đối với thọ cũng vân vân cũng nên biết cũng như thế. Đây vì tồn tại bởi đối tượng tối hậu nên gọi là thắng địa đế. Nói là cái này ha, là như sắc nó phân tích sắc, sắc là gì? Ta ta hiện nhỉ? Paramanupine, tức là khi mà cái vật thể mà phân tích thành cực vi tức là loại bỏ này, thật ở trong cực vi này, trong vật thể này Vastuni, trong khi những cái vật thể này, một vật thể là Vastu, một vật thể nó bị phân tích, bị phá vỡ ra Paramanu thành những cái cực vi, đây là cực vi chứ không phải Anu này, Paramanu, Paramanu cực vi chứ không phải vi thể nữa, không tới thành cực vi này, tức là thế nào, tức là sau khi loại bỏ này các pháp khác ra như là sắc
vân vân. Thì là bằng giác này, bằng giác huệ này, vô đi này, là bỏ các pháp khá ra rồi nè, thì cái từ thể của sắc ta vẫn giác trí được. Cái từ thể, cái sao từ thể của sắc là gì? Cái sắc này là từ thể của nó là cực vi này, mà từ thể nó là tồn tại sanh trụ dị diệt này, ta có nhận thức được biết đó là sắc đó. Thì cái nhận thức đó, và cái nhận thức này chỉ có là gì, cái vị nhập quán mới thấy thôi, mà nhập quán mới thấy được. Tói trí cực vi, nó phân tích tới cực vi này, còn gì thắng huệ phân tích dư vị đắng. Đây là có hai cái phân tích thành cực vi này, hoặc là thắng huệ mà loại bỏ đi những cái sắc hương vị rồi ấy, thì phần giác tri về cái đó vẫn còn. Hai cái chẳng hạn như này, bởi vì phá vỡ thành cực vi này, thêm ban đầu phá vỡ thành cực vi này, rồi bằng giác tri mà loại trừ các pháp như hương vị, tức là thành cực vi. Thì có hai cái api chá và chúng ta rồi ấy, api chá và hoặc và là hoặc đấy ấy, hoặc này hay là và cũng được, rất là dễ và cũng được, tại vì cực vi nó nhỏ hơn cái hương vị này, đã thành phân biệt cực vi thì hương vị nó không còn. Và hoặc là đó, hoặc là bằng giác tri mà phân tích một cái vi thể thành hương vị, thì từ thể sắc, thì thể sắc nó vẫn tồn tại, thì thọ cũng vậy. Thế bàn về đa na vô thọ cũng vân, thọ tưởng hành thức đó, thì theo đó phân tích nên biết cũng vậy. Thì e tát paramathể na ba vát, đây là do cái tồn tại, do với cái sự tồn tại là hữu thể đó, cái hữu này là hữu do với, do là cái đối tượng, cái thực vật cuối cùng tối hậu. Đây là đối tượng mà do bởi nó là cái cảnh giới, cái đối tượng, cái vật thể cuối cùng để phân tích được nữa. Chứ gọi là paramattha siyam. Yatha luk uttarena sanyena. Cũng như các vị tiền bối nói. Các vị tiền bối nói là gì rồi? Đây là Purava nói được, Purava Acharya, các vị tiền bối nói từ đây tới đây, chữ gia tha tới đi ấy. Như rằng này, như là gia tha này, như các vị tiền bối nói, như rằng Lokottarena là bằng cái trí tuệ sốc thế gian, Krahiyate tức là y thắng nghĩa lý thuyết khổ sắc đẳng. Đó, cái niệm phá rồi, cái niệm đen phá rồi, y thắng là khổ sắc đẳng. Cái này nằm trên này, cái này phải đưa lên trên này à, trên này nhé. Rồi cái này chiên quý phạm sư như thị thuyết này, cái câu này cũng đưa lên đây nhé, đưa lộn xộn hết rồi. Chiên quý phạm sư là những con sư thế giới này rồi nhé, đây này là như thị thuyết này, thực ra kiểu như thị thuyết này. Như tì, như sốc thế tí này, cập sổ đắc trí này, tụ chư pháp này, danh thắng địa đế. Câu này đưa lên đây này, rồi cái đường này cũng đưa lộn rồi ha. Thực ra thì cái câu này đảo lộn, mình để làm được. Nhưng mà khó chỗ là tại vì ông chỉ cái làm dưới này không đưa theo dưới này, chứ đưa như vậy sai, mình hiểu dịch sai. Nó đưa lên đi, nhờ con chữ này là Urava đây rồi không? Đây là đạo cú, văn này gọi là văn đạo cú. Cái bằng này, bằng thế trục trí, tức là cái mà được nắm bắt, như là được nắm bắt Krahiyate, nắm bắt là nhận thức, là thủ đắc, nắm bắt này, bằng sốc thế trí, các trí tuệ sốc thế gian, đây là trí tuệ vô lậu của những vị A-la-hán, đó là sốc thế trí. Pristha Lakda gọi là hậu đắc trí, tức là trí tuệ sau khi chứng quả rồi nhập thánh được gọi là hậu đắc trí.
trí. Lao chi kê na ta thả, tức là đắc trí, tức là hậu trí của thế gian, mà thế gian, nhưng mà thế gian thuộc về hậu đắc trí, tức là khi mà chứng quả rồi, sốt cũng dùng trí thế gian, nhưng mà thế gian này sau khi đã chứng ngộ rồi, thì một vị như vậy nhập định qua hai cái, hoặc là dùng cái sốt thế trí, những cái nhập định, hoặc là hàng ngày, ví dụ Phật kêu A Xá Lợi, Phật kêu A Nan, thì chúng ta gửi đến thế tục trí, thế tục lao chi kê na, để cho nó cũng có nhà này bằng bằng cái, nhưng mà cái thế tục trí của Phật đó vẫn là có sau khi đã giác ngộ rồi. Thì mấy chữ này như thốt thế trí này, cập thực hậu đắc trí này, mà thế gian chánh trí, thành ở đây phải nói hậu đắc trí hay là thế gian chánh trí, thành cái hai cái nữa, hoặc là thì ông này giảng thêm là chánh trí, thế gian chánh trí. Các vị tiền bối này, là trong này gọi là quý Phạm Sư ấy, là trong quan ký nói ấy, sự thật được nhận thức bằng sốc thế trí. Sốc thế trí là gì? Trí vô lậu trong khi quan sát những thứ bốn thánh đế, đó là trí vô lậu trong khi đang nhập định và quán bốn thánh đế, đó trí là trí sốc thế trí nè, hoặc bằng thế gian tối hậu đắc trí. Đây là dịch thế gian hậu đắc trí là một cái, chỉ chánh trí hữu lậu sau khi xuất định khởi thế tục trí xong sẽ nội thường nhập. Dạ nó vậy đấy em, thành cái chữ va này nó đi với chữ này lokatini là va, chữ va này đi với trước, chứ không phải rằng là hậu đắc trí hay là thế gian trí. Tôi nói thành cái chữ va này bỏ qua đây, hai cái chữ va là hoặc là bằng thế tục, bằng xúc thế trí, hoặc là bằng thế gian hậu đắc trí khởi lên, tức là có trí rồi nhưng mà sau khi sinh hoạt khởi lên cái trí hậu đắc, vẫn nhìn sự thật nhưng mà không bị chấp nữa. Thì nhưng mà nó Phật kêu A Nan ơi đó, biết rằng không có thật, không có cái gì là A Nan cả, nhưng vẫn kêu như thường, tức là khởi thế tục trí, nhưng bị chứng quả rồi. Còn khi nào nhập quá, khi đi nhập định thì không thấy gì, A Nan cũng thấy, mình thấy cũng thấy luôn. Nhưng mà khi xuất thế trí thì phải khởi lên cái thế tục trí. Thế tục này là nó cũng thuộc về đạo vũ lậu, là chánh trí, là vậy, chánh trí của thế gian đó, cái tục trí. Thành nếu không có thế tục trí này thì Phật nói chuyện ai được hết, nó chả ai hiểu. Phật nó chả ai hiểu. Thế là Phật ở Ấn Độ, Phật Ấn Độ mà Phật mà biểu A Nan đi vô cái tinh xá thì phải biết là cái đó là vihara hay cái gì. Nhưng mà qua bên Tàu thì Phật phải nói rằng qua Việt Nam phải đi vô cái chùa thì mình mới hiểu. Chứ còn mà qua bên Việt Nam Phật cũng nói vô cái vihara thì chả có người nào hiểu. Thì nó gọi là khởi thế tục trí. Nhưng mà nó là thuộc khẩu đắc, là sau khi là giác ngộ rồi. Tức là đây là nhập quán này. Thế là khi vào nhập định luôn luôn thấy thánh đế, lấy sự thực của trong đế của trong thánh đế này. Rồi sốc quán thì không còn nữa. Nhưng mà vẫn cái trí này, trí sau khi nó khác với mình gọi là hậu đắc trí. Cái hậu đắc trí nó khác với cái hậu đắc trí của hiệu trong Đại Thừa Trung Quốc nha. Để vẫn hậu đắc trí. Mà sốc thế trí này, hậu đắc thế gian chánh trí. Thì căn cứ đó mà lập gọi đó là thắng nghĩa. Thành đó là tuy là Phật kêu A Nan, nhưng mà cái A Nan đó Phật vẫn gọi dựa trên trong cái nhận thức của Phật, vẫn là thấy rằng A Nan là một cái gì không có thật. Thành ra cái nhận thức đó vẫn là nhận thức tuy là thế gian thế tục trí khởi nhưng thế tục trí, nhưng cái nhận thức của Phật đó là vẫn là thắng nghiệp trí. Gia tha như thế, và rồi là khác đi, aninye na là khác đi, thì cái đó là thế tục trí. Không thấy như vậy nó là thế tục trí, nó xúc thế tục trí này, cái trường hợp này đó như sự dư trí, tức là khác với cái trí tên gì thì gọi là thế tục, tức là trí của bình thường, không có chứng ngộ, không thấy thắt đi gì cả, bình thường của thế gian, cái này gọi là thế tục trí. Như vậy là tôi hết rồi không? Rồi đây gì đây? Nhận thức bằng thế tục trí khác theo danh ngôn quy ước, nhiệm ô không nhiễm ô, cái này gọi là thế tục trí. Còn cái gì chánh có là hậu đắc trí, là chánh trí hữu lậu, chánh trí nhưng mà thuộc hữu lậu, sau khi xuất vô định, xuất vô lậu định, khởi thế tục trí xong sinh hoạt thường nhật, hai cái này. Bây giờ cái chỗ này có gì thêm nữa không? Cái được trình bày theo công việc thế gian trí như thế nào? Vậy logica này như thế ấy,
là thế tục trí, là để dạng thế tục trí hả? Gia tha nhiên á, sống với tri dâm này, gia tha nhiên là ta tha, tức là khác như thế nào, bằng cái trí khác. Anh nhiên á là bằng cái trí khác, tức là khác với hai cái trí kia. Cái gì bằng cái nhận thức hai trí kia như thế nào thì cái đó gọi là thế tục trí. À, thì cái gì theo ông diện thế cho thế này, cái này dịch nhau không này không, cái chữ này là người ta giảng là cái câu này gia tha anhina, anhina là anhina anjana, anjana này tức là trừ hai cái này ra, cái trí này đấy lục của tara và lục lục kika lục kike na này ra thì còn lại gọi là anhina. Thì bằng cái trí khác như thế nào mà nhận thức á, thì cái nhận thức đó gọi là nó là thì cũng như vậy, cái nhận thức đó gọi là thế tục trí, mà thế tục đế. À, đúng rồi, như thế nào như thế là thế tục đế này, thì cái này là không phải bằng xây gian trí hả? Thì đó là dịch cũng được nhưng mà nó dịch cho sát. Cái được trình bày theo quy ước, theo ngôn ngữ truyền thông, theo tri kiến nhau không nhắm mô đó thì chỉ cần đúng rồi dịch lại được phải không? Thế các vị yêu già sư, tức là người nhập quán gọi là quán hành sư đấy. Sự có ba loại, tồn tại có ba loại. Đúng rồi. Tồn tại là thắng nghĩa, tồn tại là phương diện, thực thể là thực thể có thực chất này. Sự hiện hữu theo phương diện thực thể, theo tự tánh, đó là diện theo thực thể. Cái này cũng bỏ mớt cái này. Là đó, tôi muốn lấy thêm thì lấy, sau này chính sau. Giờ nghĩ cái đã hết thôi rồi. Mấy mười mấy trang này mình mới cho quên rồi, 18 trang nữa, 18 trên 1.